Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 15. Nhìn Tư Đồ Vinh chậm rãi bay lên bầu trời, trong mắt Tu La bắn ra một tia lệ khí, cổ tay của hắn hơi động, sau đó hét to một tiếng. Thị huyết trảm. Dứt lời, cây búa trong tay của hắn ném mạnh về phía Tư Đồ Vinh. Vào thời khắc thị huyết phủ rời khỏi tay của Tu La, một đạo hào quang màu đỏ to 10 trượng bao phủ quanh thị huyết phủ và bổ mạnh về phía Tư Đồ Vinh đang bay lên cao. Hào quang đỏ ngầu giống như thực vật, trong đó tràn ngập mùi máu tươi, cho dù người cách xa mấy trăm trượng vẫn có thể ngửi thấy. Kinh khủng nhất không phải hào quang màu đỏ ngầu này, mà là Tu La ném ra cây búa lớn kia, tốc độ lưỡi búa nhanh chóng làm cho tất cả huyền giả tham gia Thanh Vân bảng cũng phải biến sắc. Tốc độ nhanh cũng thôi, quan trọng nhất chính là uy lực kia. Lưỡi búa đi qua nơi nào, không khí nơi đó bị cắt nát, một cái rãnh không có không khí xuất hiện trên hư không. Trên hư không, trong mắt Tư Đồ Vinh bắn ra lệ khí đáng sợ, hắn hét to một tiếng, trường kiếm của hắn đột nhiên bổ mạnh về phía dưới, ngay sau đó một đạo kiếm khí tỏa ra hào quang màu đỏ ngầu thoát ra và chém mạnh vào lưỡi búa của Tu La, cùng lúc đó, đột nhiên trên người Tư Đồ Vinh nắn ra từng đạo kiếm khí nhỏ bé giống như giọt mưa bao phủ bầu trời và bay về hướng Tu La. Bành! Kiếm khí va chạm với hào quang màu đỏ của cây búa, ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Một luồng sóng khí đột nhiên sinh ra thật mạnh, trên quảng trường, mặt đất cứng rắn sinh ra rất nhiều vết rạn, từng vết nứt lớn như cánh tay chạy dọc theo mặt quảng trường. Nhưng mà, cây búa của Tu La vẫn lao tới với thế như trẻ tre, nó đã đi tới trước mặt Tư Đồ Vinh, cùng lúc đó, những kiếm khí nhỏ bé như giọt mưa của Tư Đồ Vinh cũng xuất hiện trước mặt Tu La. Hai người lúc trước thi triển huyền kỹ cường đại, huyền khí trong cơ thể lúc này 10 không còn một, làm sao tránh né, làm sao đối kháng. Lúc này sắc mặt hai người thay đổi. Đang lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tu La, người này vung tay phải lên, một đạo năng lượng thuẫn màu đỏ ngòm xuất hiện ở trước mặt, vô số kiếm khí như nước mưa đánh vào mặt thuẫn này, rất nhanh, năng lượng thuẫn màu đỏ ngòm xuất hiện vô số vết nứt, thấy thế, người đến hừ lạnh một tiếng, tay phải hắn phát mạnh về phía trước, vô số hắc khí lan tràn ra khỏi bàn tay của hắn. Bành bành bành, hắc khí va chạm với kiếm khí như mưa. Giữa trường xuất hiện từng âm thanh nổ tung thật lớn. Tu La có người cứu, Tư Đồ Vinh cũng tương tự có người cứu, cứu Tư Đồ Vinh đương nhiên sẽ không phải là Dương Diệp, với cách mà Tư Đồ Vinh đối xử với mình, Dương Diệp hắn làm sao có khả năng đi cứu đối phương. Dương Diệp hắn không phải là người lấy đức báo oán. Cứu Tư Đồ Vinh chính là Mộ Dung Yêu, ban đầu Mộ Dung Yêu hy vọng Dương Diệp đi cứu, nhưng mà nàng phát hiện, Dương Diệp căn bản không có ý này. Bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Tuy rằng nàng cũng không thích Tư Đồ Vinh, thế nhưng khi đối mặt Quỷ Tông, ân oán của tất cả đệ tử Kiếm Tông đều phải thả xuống. Ở đây, chỉ có nàng và Dương Diệp có thể có thực lực chống lại một đòn của Tu La, Dương Diệp không ra tay, nàng tự nhiên không thể không ra tay. Lúc một búa của Tu La chỉ còn cách chưa tới một trượng, Mộ Dung Yêu xuất hiện ở trước mặt Tư Đồ Vinh, chẳng biết lúc nào, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm, cổ tay hơi động. Trường kiếm trong tay nàng bổ ra rất nhiều kiếm. Bành! Cây búa bay ngược trở về. Thanh niên đứng trước mặt Tu La hừ lạnh một tiếng, tay phải của nàng vươn lên phía trước, hắn nắm chặt cây búa trong tay, giống như Mộ Dung Yêu đưa đến trong tay hắn. Từ khi Tô Tiên Tử của Kiếm Tông năm đó tiến vào truyền tống trận trước Quỷ Tông chúng ta, mỗi lần tổ chức Thanh Vân Bảng, Kiếm Tông đều phải đi sau Quỷ Tông, khóa này, Quỷ Tông ta vẫn sẽ tiến vào trước, các vị Kiếm Tông. Các ngươi thấy thế nào? Thanh niên nói. Nghe vậy, sắc mặt người Kiếm Tông thay đổi, nếu như bọn họ đáp ứng, mặt mũi của Kiếm Tông và bọn họ đều mất hết. Ngươi tính là thứ gì? Lúc này, Tư Đồ Vinh phẫn nộ quát lớn. Các ngươi nói các ngươi tiến vào trước. Nghe vậy, Mộ Dung Yêu lắc lắc đầu, nói thầm Tư Đồ Vinh thực sự không có ánh mắt nhìn rõ thời thế. Chẳng lẽ hắn còn cho rằng Tu La là người mạnh nhất Quỷ Tông hay sao? Thanh niên lãnh đạm nhìn Tư Đồ Vinh một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tư trong hư không, nói. Thừa tướng, nơi này không cấm chỉ giết người chứ? Không cấm chỉ. Lý Tư nhàn lãnh đạm nhìn thanh niên kia, nói. Sở dĩ không cho trưởng bối tông môn các ngươi tới đây, cũng bởi vì khi có người tiến vào truyền tống trận, tranh đấu Thanh Vân Bảng cũng đã mở ra, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cứ việc giết. Tông môn có ân oán với nhau. Đương nhiên Đại Tần Đế Quốc sẽ không đi điều tiết, thậm chí, song phương đánh càng tàn nhẫn càng tốt.
không cấm chỉ là tốt rồi. Đang lúc này, đột nhiên Dương Diệp bước ra khỏi đám người, đi tới bên cạnh Mộ Dung Yêu, nói. Nếu Lý Tư tiền bối đã nói Thanh Vân Bảng đã bắt đầu, không cấm chỉ giết người, đệ tử kiếm tông chúng ta còn chờ cái gì nữa? Quỷ tông chỉ có 3 người, mà chúng ta có 10 người, đừng nói 10 người chúng ta còn không đánh thắng 3 người bọn họ. Khi thanh niên vừa hỏi câu đó, Dương Diệp đã biết, hắn không thể im lặng mão được. Hơn nữa trước khi đi, hắn đã đáp ứng Tô Thanh Thi, nếu như có thể nên bảo hộ đệ tử kiếm tông một chút. Hết cách rồi, đối với yêu cầu của Tô Thanh Thi, hắn không thể cự tuyệt. Mà hiện tại, đệ tử kiếm tông lại cần hắn bảo hộ, hiện tại có thể đối kháng với tên thanh niên kia cũng chỉ có hắn và Mộ Dung Yêu. Không phải hắn tự đại, mà là sự thực chính là như vậy. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, nếu như có thể, hắn muốn giết mấy người quỷ tông ở nơi này. Bởi vì sau khi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, mọi người sẽ bị tách ra, nếu như để người kiếm tông đơn độc gặp gỡ 3 người quỷ tông, ngoại trừ hắn cùng Tư Đồ Vinh và Mộ Dung Yêu ra, chỉ sợ những người khác giữ nhiều lành ít. Thế nhưng ở đây lại không giống nhau, hiện tại mọi người ở cùng nhau, có thể tập hợp sức mạnh thành một luồng, 10 người đối kháng 3 người, nếu như vậy vẫn không thắng thì tham gia Thanh Vân Bảng làm gì? Về nhà sinh con đi. Nghe được Dương Diệp nói thế, đám người kiếm tông lập tức ngây người, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại, chợt đi tới bên cạnh 3 người Dương Diệp, bọn họ rút trường kiếm ra, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn 3 người quỷ tông. Thanh niên biến sắc, ánh mắt của hắn đánh giá Dương Diệp, nói. Ngươi chính là Dương Diệp đánh giết Vương Giả Cảnh ở cửa ra vào đế đô. Cổ tay của Dương Diệp hơi động, tử linh kiếm xuất hiện trong tay, hắn chỉ vào thanh niên đứng xa xa, nói. Ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, nói một câu, là mấy người chúng ta tiến vào truyền tống trận trước hay là chiến? Thanh niên nhắm hai mắt lại, trong mắt hắn sinh ra hàn quang, hắn rất tự tin, cũng cho rằng chắc chắn đánh giết Dương Diệp có thể đánh giết cường giả Vương Giả Cảnh, thế nhưng hắn rõ ràng, hắn tuyệt đối không thể địch nổi 10 người kiếm tông đối diện, cho dù tăng thêm Tu La sau lưng và một sư đệ khác cũng không thể. Thậm chí, nếu làm không tốt, 3 người bọn họ sẽ ngã xuống tại nơi này. Tuy rằng bọn họ cũng có thể giết chết 7-8 người của kiếm tông, thế nhưng như vậy đáng giá không? Nếu như tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, những người kiếm tông này tách ra, vậy bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào một người chém giết người kiếm tông. Nghĩ tới đây, thanh niên đã hạ quyết định. Thấy thanh niên không nói, Dương Diệp cười gằn một tiếng, sau đó mang theo mấy người kiếm tông đi về hướng truyền tống trận. Nếu như hắn thực sự là đệ tử kiếm tông, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh đánh chết 3 người quỷ tông tại nơi này. Thế nhưng hắn không phải, vì lẽ đó, hắn tự nhiên không thể đi liều mạng vì kiếm tông, đùa giỡn, kiếm tông đối xử với hắn thế nào, hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Ở bên cạnh Dương Diệp, Mộ Dung Yêu hơi hé môi, nhưng nàng vẫn không hề nói gì. Với trí tuệ của nàng, lúc này cũng phát hiện quan hệ giữa Dương Diệp cùng kiếm tông không giống, không phải vậy với tính cách của Dương Diệp, hắn sẽ liều lĩnh lưu người quỷ tông ở lại chỗ này, nhưng Dương Diệp không có làm như vậy. Nàng muốn làm như vậy, thế nhưng nếu như Dương Diệp không phối hợp, nàng căn bản không tự tin lưu đối phương lại đây, thậm chí không làm được, còn có khả năng làm đệ tử kiếm tông và cả nàng nằm lại nơi đây. Thật đáng tiếc cho cơ hội này, Mộ Dung Yêu thấp giọng thở dài. Nhìn người kiếm tông đi vào truyền tống trận, Tu La của quỷ tông phẫn nộ nói. Tiên quân sư huynh, chúng ta nhìn bọn họ đi vào như thế sao? Không phải vậy thì sao? Thanh niên lãnh đạm nói. Ngươi cảm thấy 3 người chúng ta đánh thắng 10 người bọn họ hay sao? Tu La nghẹn lời, tuy rằng hắn rất ngông cuồng, nhưng cũng không cuồng tới mức cho rằng 3 người bọn họ đánh thắng 10 người kiếm tông. Phải biết, lúc trước hắn đã sử dụng tới sát ý, nhưng vẫn chỉ ém Tư Đồ Vinh đồng quy vô tận, mà trong đám người kiếm tông, Tư Đồ Vinh chưa phải người mạnh nhất. Nhưng hắn thật sự không cam lòng, Tu La âm trầm nghĩ. Trên hư không, nhìn thấy đám người Dương Diệp tiến vào truyền tống trận. Bạch Khởi mở hai mắt ra, nói. Tiểu tử thú vị. Sau khi người kiếm tông tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, tiếp theo là quỷ tông, sau đó mới tới Hạo Nguyệt Tông. Sau khi Hạo Nguyệt Tông tiến vào, còn lại không phân trước sau, tất cả đều cùng nhau tiến lên. Sau khi các huyền giả tham gia Thanh Vân Bảng tiến vào truyền tống trận, cùng lúc đó, trong một tòa núi thẳm xa ngoài vạn dặm tại Thanh Vân Sơn Mạch, đột nhiên có từng tiếng giống giận dữ vang lên, chợt, toàn bộ mặt đất run động kịch liệt. Vô số các loại huyền thú phân tán ra khắp bốn phương tám hướng. Vào đúng lúc này,
toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch sôi trào, địa mạch dưới chân không ngừng rung động. Vạn thú chạy trồm, cảnh tượng như vậy, khí thế như vậy, đủ làm cho cường giả linh giả cảnh cũng phải sợ hãi. Ngoài một ngọn núi cách Thanh Vân Sơn mạch hơn ngàn dặm, nơi này tụ tập đại biểu của 6 thế lực lớn cùng các đại thế gia, ngoại trừ nhân loại ra, còn có một chút đại hán khôi ngô hình thể dũng mãnh, vóc người to lớn, hiển nhiên, những đại hán này là huyền thú hóa hình. Thanh Vân bảng chỉ có huyền giả dưới vương giả cảnh và huyền thú dưới linh giai trở xuống mới được tham gia, nếu như có cường giả vương giả cảnh trở lên, hoặc là huyền thú vương giai trở lên tiến vào Thanh Vân Sơn mạch, đối với các thế lực lớn cùng huyền thú mà nói, đây là một tai nạn to lớn. Vì lẽ đó, 6 thế lực lớn và huyền thú đều tới đây giám thị. Phía trên ngọn núi này có cường giả tôn giả cảnh cùng huyền thú linh giai, lấy tinh thần cảm ứng của bọn họ, đủ để cảm nhận được tất cả mọi chuyện trong Thanh Vân Sơn mạch, chỉ cần có người vượt qua tiên thiên cảnh trở lên xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức phát hiện ra. Thanh Vân, nghe nói nguyên môn của ngươi xuất hiện một siêu cấp yêu nghiệt chưa từng có tại Nam vực từ trước tới nay. Phía trên ngọn núi, một tên đại hán khôi ngô nhìn người trung niên mặc trường bào màu xanh đứng cách mình không xa, hỏi. Người trung niên tên là Thanh Vân nhìn đại hán khôi ngô một chút, nói. Từ trước tới nay không dám nói, quái dị nhất không hơn 1000 năm qua thì đúng là hắn. Nghe vậy, đại biểu các thế lực đứng chung quanh nhìn Thanh Vân một chút, kẻ này quá ngông cuồng. Đại hán khôi ngô cười ha ha, nói. Thanh Vân, như vậy mà ngươi còn dám cho hắn tham gia Thanh Vân bảng. Không sợ hắn chết trẻ sao? Thiên tài như thế, nếu như chết hiểu trong thập vạn đại sơn thì quá đáng tiếc rồi. Chỉ cần con cháu hổ tôn giả ngươi có thực lực này cứ việc giết hắn đi. Thanh Vân lãnh đạm nói. Lại nói hổ tộc, huyền thú các ngươi, lần này hổ tộc các ngươi phái ra hết tinh nhuệ tham gia, liền không sợ bị ta thiên tài nhân loại ta chém giết hết hay sao? Ha ha! Đột nhiên hổ tôn giả bắt đầu cười lớn, âm thanh xông thẳng lên trời. Một lát sau, hắn ngừng lại, nói. Thanh Vân, câu nói này phải do ta nói mới đúng, thiên tài nhân loại các ngươi đều tụ tập tại đây, lẽ nào không sợ tinh nhuệ của huyền thú đế quốc chúng ta tru diệt tất cả bọn họ hay sao? Nếu là như vậy, trong vòng mấy trăm năm tương lai, chỉ sợ huyền thú đế quốc chúng ta sẽ là chủ nhân của Nam vực. Ai giết ai, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thanh Vân nhạt tiếng nói. Ánh mắt hổ tôn giả bắt đầu đảo qua người các thế lực khác. Sau đó cười nói. Thanh Vân, nếu như thiên tài nhân loại các ngươi đoàn kết nhất trí, những tinh nhuệ của huyền thú đế quốc chúng ta thật sự gặp nguy hiểm, thế nhưng thật đáng tiếc, ngươi cảm thấy những thiên tài nhân loại các ngươi sẽ đoàn kết nhất trí sao? Nói đến đây, ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn sang Kiếm Tông Ngọc Hành cùng Quỷ Tông Khô Cốt Lão Nhân, nói. Không nói những kẻ khác, liền nói Kiếm Tông cùng Quỷ Tông, ngươi cảm giác hai tông này có thể liên thủ đối địch hay sao? Lúc này, Khô Cốt Lão Nhân hừ lạnh một tiếng, nói. Hổ tôn giả, chuyện nhân loại chúng ta còn chưa tới phiên huyền thú đế quốc đến quản. Đối phó những con cháu huyền thú của ngươi, thiên tài nhân loại chúng ta cần liên thủ sao? Chỉ cần huyền thú đế quốc các ngươi không dở trò lừa bịp, phái ra huyền thú linh giai tới đây, ta dám cam đoan, lần này tinh nhuệ của huyền thú đế quốc các ngươi sẽ chết sạch. Khô Cốt, không nghĩ tới mười mấy năm không gặp, thực lực ngươi không tăng lên bao nhiêu. Miệng lưỡi lợi hại đã mạnh hơn trước không ít. Hổ tộc giả lãnh đạm nói với Khô Cốt một câu. Khô Cốt còn chuẩn bị nói cái gì đó, lúc này Thanh Vân đột nhiên nói. Chúng ta không nên tranh đua miệng lưỡi, Thanh Vân bảng là tranh đấu giữa nhân loại cùng huyền thú, cũng là minh tranh ám đấu trong nhân loại chúng ta, nếu như bọn họ chết ở trong đó, vậy chỉ có thể nói thực lực bọn họ không đủ, nếu thực lực không đủ, đi cổ chiến trường còn không chết hay sao? Đều là chết. Còn không bằng chết trong tay nhân loại và huyền thú. Nghe vậy, Khô Cốt cùng hổ tôn giả đều im lặng. Chấm. Lúc này vẻ mặt Dương Diệp nghiêm túc nhìn một con hổ to lớn hơn mình gấp 10 lần. Con hổ này có hình thể sánh ngang hai con lang vương trong vòng xoáy đan điền của hắn, còn lớn hơn cả đại địa hùng vương trong đoạn hồn sơn mạch. Thực lực của huyền thú, bình thường đều lấy hình thể lớn nhỏ mà quyết định, đương nhiên, ngoại trừ tiểu gia hỏa yêu nghiệt là cá biệt. Con hổ trước mặt có hình thể lớn như thế, thực lực của nó không cần phải nói. Đương nhiên, Dương Diệp không sợ, chẳng qua hắn cảm thấy hơi xui xẻo, hắn vừa bị truyền tống tới đây thì con hổ này đã truyền tống tới trước mặt, nếu như không phải bởi vì hắn phản ứng nhanh, sợ rằng hắn đã bị con hổ trước mặt nuốt vào trong bụng.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này Dương Diệp không nghĩ cầm huyền thú vương giai để tăng cường thực lực, hiện tại không phải là trước đây, ở xung quanh còn có vô số huyền giả nhân loại, nếu như hắn đánh lưỡng bại câu thương với con hổ này, 10 có 8 9 sẽ tiện nghi những nhân loại khác. Ngay khi hắn muốn cho gọi tiểu gia hỏa ra, đột nhiên con hổ trước mặt gầm lên giận dữ, nó thả người lao về phía trước một cái, nó giống như một ngọn núi lớn ép về phía Dương Diệp. Mí mắt của Dương Diệp co giật, hắn không nghĩ ngợi đã đạp lên mặt đất, mượn lực đạo của mặt đất bay lên trời. Bành! Con hổ lại vồ hụt, nó rơi ầm ầm trên mặt đất, nhất thời, mặt đất chấn động rất mạnh, một cái hố sâu xuất hiện trên mặt đất. Một đòn không trúng, con hổ đã nổi giận, nó ngửa đầu hét dài một tiếng, chợt, hai trưởng của nó vỗ mạnh vào mặt đất và thả người nhảy một cái, lần thứ hai vồ thẳng về phía Dương Diệp đang rơi xuống. Lần này tốc độ của con hổ nhanh ít nhất cũng gấp đôi so với lần trước, Dương Diệp căn bản muốn tránh cũng không được. Nhìn thấy tốc độ của con hổ, trong mắt Dương Diệp co rụt lại, hắn nói thầm tốc độ của đối phương quá nhanh, tốc độ còn nhanh hơn tiểu hôi và tiểu ngân nhiều. Nếu không thể tránh né, vậy thì hắn ngạnh kháng mà thôi. Trên không trung, trong mắt Dương Diệp bắn ra một tia tàn nhẫn, tay phải nắm chặt thành nắm đấm và co rút về phía sau, trên một quyền này tỏa ra kim quang. Vào thời điểm hai bên sắp va chạm với nhau, nắm đấm của hắn đã đấm thẳng vào đầu của con hổ. Bành! Dương Diệp lại bay ngược về phía sau, lần này không biết hắn bay ngược bao xa, thân thể Dương Diệp trực tiếp hóa thành một điểm đen. Con hổ kia không chiếm được chỗ tốt gì, trên đầu của nó không chỉ xuất hiện dấu ấn của một quyền, hơn nữa nó còn bị Dương Diệp đấm bay ngược về phía sau, mặt đất run lên, thân thể cao lớn của nó rơi xuống đất tạo thành hố sâu vài trượng. Sau khi Dương Diệp hạ xuống, nhìn con hổ rơi xuống đất, sắc mặt hắn biến thành nghiêm túc, một đòn của con hổ lúc trước đã làm ngũ tạng lục phủ của hắn chấn động, cũng may hắn có trị liệu phù gia trì, cho nên đã không có gì đáng ngại. Lúc này sức mạnh cùng phòng ngự của cơ thể hắn đã không thua gì huyền thú vương giai, trong lần giao phong lúc trước, hắn rõ ràng lâm vào hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, huyền thú trong dãy núi Thanh Vân này mạnh mẽ bao nhiêu, đám thiếu niên thiên tài của nhân loại. Có bao nhiêu kẻ có năng lực ngăn cản một kích của huyền thú vương giai một đòn sao? Lắc lắc đầu, hắn ném những việc này ra khỏi đầu, những chuyện này không phải hắn nên lo lắng. Dương Diệp nhìn vào con hổ bò ra khỏi cái hố, nói. Tiểu gia hỏa, cùng tiến lên. Hắn chắc chắn dựa vào thực lực của chính mình giải quyết đối phương, thế nhưng hắn hiện tại cần bảo lưu thực lực, dù sao phía sau còn có rất nhiều nguy hiểm không biết, vì lẽ đó hắn lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Nghe được Dương Diệp lên tiếng, Tử Điêu trừng mắt nhìn, sau đó nhìn con hổ cách đó không xa, chợt, một luồng áp lực vô hình bao phủ đối phương. Con hổ vốn chuẩn bị công kích lần nữa, khi nó cảm nhận được uy thế huyết mạch của Tử Điêu, hung quang trong đôi mắt to lớn của nó biến mất không còn sót lại chút nào, ngược lại đổi thành kiêng kỵ cùng sợ hãi, thân thể cao lớn của nó đang lui về phía sau, ngoài ra, Dương Diệp càng kinh ngạc phát hiện, thân thể nó đang run lẩy bẩy. Một lát sau, con hổ nằm xuống đất tỏ vẻ thần phục. Nhìn thấy dáng dấp của con hổ, Tử Điêu trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cái chảo nhỏ sờ đầu Dương Diệp. Như vậy là xong, Dương Diệp vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Một huyền thú vương giai, hơn nữa còn là huyền thú vương giai mạnh hơn cả tiểu hôi và tiểu ngân, ở trước mặt tiểu gia hỏa, nó phản kháng cũng không phản kháng liền thần phục. Một lát sau, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, nhìn tiểu gia hỏa đang tranh công. Cười khổ nói. Tiểu gia hỏa, chúng ta giết nó có được hay không? Tuy rằng hắn cũng muốn thu phục con huyền thú vương giai này, thế nhưng hắn vẫn không quên nhiệm vụ tiến vào nơi này, đó là phải có được nội đan của 30 con huyền thú vương giai. Nghe được Dương Diệp nói thế, thân thể con hổ càng cúi thấp xuống, ánh mắt nhìn về phía Tử Điêu, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin. Tử Điêu vội vã lắc lắc đầu nhỏ, biểu thị không nên giết. Dương Diệp càng nở nụ cười khổ, nói. Tiểu gia hỏa, ta không giết nó, cho dù sống sót trở lại cũng phải thất bại. Tử Điêu vẫn lắc đầu, dường như còn chưa đủ, hai chảo nhỏ sờ vào đầu Dương Diệp, sau đó dùng lắc. Được rồi, chúng ta không giết nó còn không được sao? Ôm Tử Điêu vào trong ngực, Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tử Điêu vung chảo nhỏ lên, sau đó một tia sáng tím bao phủ con hổ đang nằm dưới đất. Cũng thu nó vào vòng xoáy trong đan điền của Dương Diệp, dáng dấp như vậy, dường như nó lo lắng Dương Diệp đổi ý.
Nhìn thấy Tử Điêu làm thế, Dương Diệp hơi buồn cười, kỳ thực hắn lúc trước chỉ đùa một chút, vào thời điểm con hổ thần phục, hắn cũng đã từ bỏ ý định giết đối phương. Một con huyền thú vương giai làm tay chân, đầu của hắn bị cửa chẹt mới từ bỏ. Còn nữa, bởi vì có quan hệ với Tử Điêu, hắn không có ác cảm với huyền thú, trái lại còn có hảo cảm. Hơn nữa lần này hắn cũng cảm giác được thái độ của tiểu gia hỏa, đó là không hy vọng hắn giết huyền thú, đương nhiên, hắn tin tưởng, nếu như có huyền thú điếc không sợ súng, muốn giết hắn, tiểu gia hỏa cũng sẽ đứng ở bên hắn. Còn vấn đề nội đan huyền thú, kỳ thực căn bản không thành vấn đề, tuy rằng hắn không giết huyền thú, thế nhưng người khác sẽ không giết sao? Phải biết, trên đời này có thật nhiều người tự tìm đường chết, so với huyền thú, giết nhân loại tự tìm đường chết. Ví dụ như người quỷ tông, bách hoa cung, hắn càng có hứng thú. Đột nhiên, Dương Diệp hơi cau mày, cổ tay hơi động, tử linh kiếm trong tay bay nhanh vào một cây đại thụ cách đó 10 trượng. Bành! Đại thụ ầm ầm biến mất, một bóng người tự trong đó vọt ra. Nhìn người tới, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải rung động hóa thành tia sáng tím bay trở về trong tay, trong nháy mắt huyền khí trong cơ thể hắn tăng vọt, nhìn người đến, hắn trầm giọng nói. Bách Hoa Cung, Văn Nhân Nguyệt, người đến bao lâu? Người đến không phải người khác, người này chính là đệ tử đại biểu Bách Hoa Cung tham gia Thanh Vân Bảng, Văn Nhân Nguyệt. Văn Nhân Nguyệt nhìn tử linh kiếm trong tay Dương Diệp, nói. Khống kiếm thuật thật tinh diêu, xem ra thực lực của ngươi còn mạnh hơn lời đồn nhiều. Người đến bao lâu? Dương Diệp lần thứ hai trầm giọng hỏi, hắn không hy vọng bí mật của chính mình bị người Bách Hoa Cung biết. Không phải vậy, sau này hắn không được bình yên. Có trọng yếu không? Văn Nhân Nguyệt lên tiếng nói. Khóe miệng Dương Diệp xuất hiện nụ cười dữ tợn, nói. Đúng thế, không trọng yếu một chút nào. Dương Diệp dứt lời, thân hình hơi động, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh lao nhanh về phía Văn Nhân Nguyệt, tử linh kiếm trong tay chém thẳng về phía thân thể Văn Nhân Nguyệt, một nói kiếm khí màu vàng óng đã bắn tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt. Đối với người Bách Hoa Cung, hắn muốn gặp một giết một, nếu như vào lúc bình thường, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, thế nhưng hiện tại. Hiện tại chính là cơ hội tốt. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên ra tay, Văn Nhân Nguyệt cũng không kinh sợ, tay phải của nàng điểm về phía trước, một cánh hoa dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy bắn về phía đạo kiếm khí vàng óng của Dương Diệp. Bành! Kiếm khí màu vàng óng nhanh chóng phá tan cánh của Văn Nhân Nguyệt, sau đó tốc độ không giảm bắn về phía Văn Nhân Nguyệt. Thấy thế, trong mắt Văn Nhân Nguyệt lộ ra một tia khiếp sợ, thấp giọng nói. Kiếm khí thật bén nhọn, không đúng, ngươi là ngũ hành huyền khí. Nói xong, tay phải của nàng vung lên lần thứ hai, một cánh hoa xuất hiện lần thứ hai và bắn nhanh vào đạo kiếm khí kia. Lần này, tốc độ của cánh hoa còn nhanh hơn trước kia rất nhiều, sức mạnh cũng khủng bố hơn lúc trước rất nhiều. Bành! Kiếm khí màu vàng óng cùng cánh hoa va chạm kịch liệt cách thân thể Văn Nhân Nguyệt khoảng một trượng. Ngay sau đó là âm thanh năng lượng nổ tung, hai đạo công kích hóa thành sóng khí lan tỏa ra xung quanh. Đúng vào lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt, hắn không có phí lời và do dự chút nào, hắn trực tiếp rút kiếm chém thẳng từ trên cao xuống. Chiêu kiếm này nhanh như chớp giật, không, nhanh hơn cả chớp giật. Nhưng mà một chiêu kiếm nhanh như chớp giật này lại thất bại rồi. Không thể nói là thất bại, bởi vì chiêu kiếm này chém xuống một lọn tóc của Văn Nhân Nguyệt. Hồi tưởng lại lúc trước, vào lúc Dương Diệp rút kiếm chém xuống, chỉ thấy thân thể Văn Nhân Nguyệt hóa thành vô số cánh hoa quỷ dị và biến mất, bản thể cũng dùng năng lực quỷ dị xuất hiện cách đó 10 trượng, mà lúc này, những cánh hoa kia dùng tốc độ kinh người cắt chém thân thể của Dương Diệp. Bởi vì khoảng cách quá gần, Dương Diệp căn bản không thể tránh né, chỉ có thể mặc cho những đóa hoa kia bắn lên người của mình. Bành, bành, bành. Trên người của Dương Diệp xuất hiện tiếng nổ vang như pháo. Đó là âm thanh của từng sóng năng lượng nổ tung trên người. Văn Nhân Nguyệt sờ sờ trán nơi mái tóc của mình bị Dương Diệp chém đứt, lại nhìn cánh hoa cắt chém Dương Diệp, nói. Kiếm thật nhanh, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này hay sao? Như, đột nhiên, nàng dừng nói, ánh mắt co rụt kịch liệt. Chỉ thấy Dương Diệp vỗ vỗ y phục rách dưới trên người, sau đó chậm rãi đi về phía nàng. Uy lực của những cánh hoa kia rất mạnh, nhưng đối với hắn Dương Diệp mà nói, chúng còn hơi không đủ, dù sao phòng ngự cơ thể hắn còn mạnh hơn huyền thú vương giai bình thường. Tuy rằng ngăn cản công kích của Văn Nhân Nguyệt, thế nhưng sắc mặt Dương Diệp lúc này càng thêm nghiêm túc. Thực lực của nữ tử trước mắt còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều.
Một chiêu kiếm lúc trước, đối phương không chỉ không tránh né, hơn nữa đồng thời tránh né còn phát động công kích nhắm vào hắn, phản ứng như vậy có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Đối với huyền giả chuyên hậu phát chế nhân như hắn chính là một sự thất bại to lớn. Phòng ngự thân thể thật mạnh. Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp, nói. Thì ra chúng ta xưa nay vẫn xem thường ngươi, không nói những chuyện khác, chỉ bằng thân thể này của ngươi, đối với chúng ta mà nói chính là một uy hiếp không nhỏ. Ta rất hiếu kỳ, Nam Vực hiện tại cơ bản không còn thể tu, cho dù có cũng chỉ là một ít người vô dụng, ngươi làm cách nào gia tăng thân thể của mình lên. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Khóe miệng Dương Diệp xuất hiện nụ cười châm chọc, hắn chậm rãi đi về hướng Văn Nhân Nguyệt. Văn Nhân Nguyệt gật gật đầu, nói. Cũng phải, ngươi chắc chắn không nói cho ta biết, ta rất hiếu kỳ, ngươi còn có lá bài tẩy gì, cứ việc thi triển đi. Dương Diệp hơi cau mày, thái độ của đối phương thật sự không đúng, chẳng lẽ muốn dò xét nội tình của hắn? Lắc lắc đầu, Dương Diệp không có nghĩ những việc này. Khi hắn đi tới cách Văn Nhân Nguyệt ba trượng, huyền khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn vào trong Tật Phong Hoa, đồng thời sử dụng Tật Phong Bộ, thân thể của hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh tiến lên phía trước, những tàn ảnh kia còn chưa biến mất, mà bản thể của hắn đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt. Cũng giống như lúc trước, Dương Diệp rút kiếm chém. Lần này, tốc độ còn nhanh hơn lần trước. Nhưng mà Văn Nhân Nguyệt lại không sợ hãi, nàng vẫn thi triển chiêu cũ, trong nháy mắt Dương Diệp rút kiếm ra. Thân thể của nàng biến mất tại chỗ, vô số đóa hoa cũng bay thẳng về phía Dương Diệp. Thấy thế, sắc mặt Dương Diệp cũng không thay đổi, tùy ý cho những đóa hoa kia chém vào người hắn. Cùng lúc đó, tử linh kiếm trong tay hắn bắn thẳng về phía Văn Nhân Nguyệt đang đứng cách đó vài chục trượng, tử linh kiếm bay đi nhanh như thiểm điện. Mà thân hình hơi động lần thứ hai, hắn theo sát phía sau tử linh kiếm, cả hai cùng lao thẳng về phía Văn Nhân Nguyệt. Nhìn thấy kiếm của Dương Diệp bay tới nhanh như thiểm điện, Văn Nhân Nguyệt cong ngón tay búng một cái, hai đóa hoa bắn ra ngoài, cũng bắn bay tử linh kiếm ra xa. Vào lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt, nhìn thấy Dương Diệp tay không mà đến, Văn Nhân Nguyệt hơi cau mày, lẽ nào nam tử trước mặt định dùng nắm đấm đối phó nàng. Đột nhiên, một luồng cảm giác nguy hiểm sinh ra trong nội tâm Văn Nhân Nguyệt, Văn Nhân Nguyệt biến sắc, tay phải cuốn một cái, vô số đóa hoa bao phủ trong bàn tay, nàng dùng cánh hoa bảo hộ đầu của mình. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh tay của Văn Nhân Nguyệt tê dần, đóa hoa trên cánh tay tan vỡ trong nháy mắt, vào lúc nàng muốn lui về phía sau, một nắm đấm mang theo hào quang màu vàng đất đấm thẳng vào bụng của nàng. Trong mắt Văn Nhân Nguyệt thay đổi, hét to nói. Hiện! Dứt lời, một đóa hoa sen xuất hiện trên bụng của nàng, cũng ngăn cản nắm đấm của Dương Diệp. Bành! Văn Nhân Nguyệt rút lui về phía sau mười mấy bước, Dương Diệp cũng không chiếm được chỗ tốt. Trong nháy mắt tiếp xúc với cánh hoa kia, cả cánh tay của hắn tê dần, chợt, một nguồn sức mạnh truyền vào tay của hắn, cũng ép hắn phải lui về phía sau, hắn lùi còn xa hơn Văn Nhân Nguyệt, hắn lui hai mươi mấy bước mới dừng lại được. Hai người cách không nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều có khiếp sợ và nghiêm túc. Đúng vào lúc này, tử linh kiếm vốn bị Văn Nhân Nguyệt đánh bay cũng hóa thành tia sáng tím, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt, nó cũng đâm thẳng vào ngực của nàng. Biến cố xuất hiện đột nhiên làm cho Văn Nhân Nguyệt khiếp sợ. Ngay khi tử linh kiếm sắp đâm thủng ngực của Văn Nhân Nguyệt, một tia sáng màu xanh xuất hiện. Bành! Tử linh kiếm của Dương Diệp quay về nhanh như thiểm điện, bay trở về trong tay Dương Diệp, mà lúc này trong tay Văn Nhân Nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vòng màu xanh lam, chính cái vòng này đã đánh bay tử linh kiếm lúc trước. Kiếm kỹ thật quái dị, cấp bậc kiếm kỹ này ít nhất cũng phải là địa giai đúng không? Văn Nhân Nguyệt tay cầm cái vòng, nhìn Dương Diệp nói. Còn thanh kiếm không nhìn thấy bên tay trái và thanh kiếm màu tím kia, cấp bậc của chúng cũng phải vượt qua địa giai, kiếm tông rất xem trọng ngươi đấy. Dương Diệp không có trả lời, không thể không nói, thực lực nữ nhân trước mắt này thật sự rất mạnh, không chỉ làm khả năng hậu phát chế nhân của hắn vô hiệu, ngay cả ngự kiếm thuật cũng bị cản lại, mà đối phương đến bây giờ vẫn nhẹ nhõm như mây gió, Dương Diệp biết, đối phương căn bản còn chưa nghiêm túc. Nghĩ tới đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn vào tử điêu trên bờ vai, hắn khẽ gật đầu, sau một khắc, Dương Diệp bước về phía trước, mượn lực đẩy của mặt đất và tật phong hoa, còn có tật phong bộ gia trì, thân thể của hắn lao nhanh về phía Văn Nhân Nguyệt, cùng lúc đó, tử linh kiếm hắn trực tiếp hóa thành ánh sáng tím, chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt. Lần này Dương Diệp không có nương tay,
hắn thi triển ngự kiếm thuật tới cực hạn, hắn cách Văn Nhân Nguyệt vài chục trượng, nhưng mà Tử Linh kiếm chưa tới một giây đã xuất hiện trước mặt Văn Nhân Nguyệt, cắt nát không khí chung quanh. Sắc mặt của Văn Nhân Nguyệt không thay đổi, tay ngọc điểm về phía trước, nàng hơi vung tay một cái, vòng tay trong tay của nàng hóa thành vô số vòng nhỏ bay thẳng về phía Tử Linh kiếm của Dương Diệp. Tử Linh kiếm va chạm với cái vòng, không có âm thanh nổ vang, chỉ thấy những vòng nhỏ như nắm đấm bao phủ Tử Linh kiếm của Dương Diệp, sau đó cái vòng nhanh chóng ràng buộc và áp chế Tử Linh kiếm gắt gao. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp biến sắc, Tử Linh kiếm của hắn là địa giai, tốc độ ngự kiếm thuật càng nhanh như chớp giật, nhưng vẫn bị tổ hợp vòng nhỏ của nữ tử trước mắt áp chế, chẳng lẽ cái vòng chính là ngụy đạo khí trong lời đồn hay sao? Không kịp nghĩ cái khác, bởi vì hắn đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt, lần này Dương Diệp không có sử dụng hậu phát chế nhân, tay phải xuất ra một đấm trực tiếp đấm vào ngực Văn Nhân Nguyệt. Quyền chưa đến nhưng quyền phong đã đến, quyền phong mạnh mẽ làm cho quần áo của Văn Nhân Nguyệt áp sát vào thân thể mềm mại, ngay cả mặt đất dưới chân cùng xuất hiện vài dấu quyền ấn. Trong mắt Văn Nhân Nguyệt còn hiện ra một tia kinh ngạc, dường như nàng đang kinh ngạc sức mạnh của Dương Diệp, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Tay ngọc điểm nhẹ một cái vòng lớn xuất hiện trước mặt nàng, cũng ngăn cản nắm đấm của Dương Diệp. Bành! Cái vòng vỡ vụn trong nháy mắt, nắm đấm của Dương Diệp thế như trẻ tre đi tới trước ngực Văn Nhân Nguyệt. Văn Nhân Nguyệt vẫn bình thản như không có việc gì, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng có nhiều điều kinh ngạc hơn trước. Ngay khi nắm đấm của Dương Diệp sắp đánh vào ngực của Văn Nhân Nguyệt, cái đóa hoa sen kia lại xuất hiện trên bụng của Văn Nhân Nguyệt. Bành! Một quyền đánh vào đóa hoa sen, toàn bộ cánh tay của Dương Diệp tê dần, Văn Nhân Nguyệt lui về phía sau 7 bước, hắn lại lui 10 mấy bước. Liên hoa huyền giáp chính là địa giai trung phẩm, sức mạnh của ngươi càng lớn, phản lực lại càng lớn, có thể nói, có liên hoa huyền giáp bảo hộ, ta đã đứng ở thế bất bại. Văn Nhân Nguyệt nói với Dương Diệp. Nghe vậy, mí mắt Dương Diệp hơi co giật, thì ra đóa hoa sen của đối phương chính là huyền giáp địa giai trung phẩm, chẳng trách lấy hắn có sức mạnh của huyền thú vương giai cũng không thể đánh tan. Huyền giáp địa giai, thứ này khó chơi. Ngươi còn có lá bài tẩy sao? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Văn Nhân Nguyệt nói. Làm sao? Dương Diệp nói. Ngươi rất muốn biết lá bài tẩy của ta. Tay ngọc của Văn Nhân Nguyệt phung nhẹ, những cái vòng nhỏ áp chế Tử Linh kiếm của Dương Diệp bay trở về trong tay, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi làm ta bất ngờ, ta rất muốn biết thực lực chân chính của ngươi. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Đến hiện tại, hắn cảm giác được thái độ của nữ nhân trước mắt này với hắn rất kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, đối phương hẳn phải đẩy hắn vào chỗ chết mới đúng, nhưng đối phương từ lúc bắt đầu đến hiện tại, trên căn bản đều phòng ngự, việc này rất không phù hợp lẽ thường. Văn Nhân Nguyệt không nói gì, ngón tay ngọc điểm nhẹ về phía trước, vô số cái vòng nhỏ bắn ra như mưa, vào lúc chúng cách Dương Diệp khoảng 1 trượng, những cái vòng nhỏ kia tỏa ra hào quang màu xanh lam. Sau đó chúng dung hợp hợp thành cái vòng lớn bao phủ Dương Diệp, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thậm chí không kém gì ngự kiếm thuật của Dương Diệp. Biết cái vòng kia khủng bố, Dương Diệp không dám khinh thường, thân hình hơi động, hắn lập tức tránh sang bên cạnh, nhưng cái vòng cũng bay theo hắn không buông tha, nó lại bao phủ lấy hắn lần thứ hai. Cái vòng này chính là huyền bảo chuẩn thiên giai, có tiên thiên linh thức, trừ phi dùng lực phá, không phải vậy. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, nó cũng sẽ bám theo ngươi. Nhìn Dương Diệp không ngừng tránh né cái vòng, Văn Nhân Nguyệt khẽ nói. Nghe vậy, Dương Diệp không có né tránh, huyền khí màu vàng trong cơ thể điên cuồng rót vào trong ẩn kiếm, khi cái vòng lại ập tới lần thứ hai, hắn hét to một tiếng, sau đó đột nhiên bổ mạnh về phía trước. Bành! Hắn dùng sức mạnh mạnh nhất đánh bay cái vòng kia, nhưng ngay sau đó, dường như giống ngự kiếm thuật của hắn. Cái vòng lại ập tới lần nữa. Dương Diệp biến sắc, hắn quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Nguyệt, biết rõ muốn giải quyết cái vòng này cần phải xử lý nữ nhân kia. Vừa nghĩ tới đây Dương Diệp hơi thu tay lại, 10 chuôi huyền kiếm xuất hiện ở trước mặt, chợt, hắn hơi suy nghĩ, Tử Linh kiếm và 10 chuôi huyền kiếm đều tấn công vào cái vòng đang ập tới. Một thanh Tử Linh kiếm không cách nào chống lại cái vòng kia, thế nhưng tăng thêm 10 chuôi huyền kiếm huyền giai thì khác, lúc này, được Tử Linh kiếm dẫn dắt, 10 chuôi huyền kiếm đã ngăn cản phía trước cái vòng. Ngự kiếm thuật mạnh ở chỗ tốc độ nhanh, nếu như nó khống chế thêm vô số huyền kiếm khác, lại như hiện tại. Nhìn 11 thanh kiếm đang đối kháng với cái vòng của mình trên không trung,
trong đôi mắt xinh đẹp của Văn Nhân Nguyệt bắn ra tia sáng, thở dài nói. Lúc trước ta thật sự xem thường kiếm kỹ của ngươi, không nghĩ tới kiếm kỹ của ngươi lại có công hiệu như thế, có thể đồng thời ngự kiếm 11 chuôi, ta nghĩ, đây còn không phải là cực hạn của ngươi, đúng không? Lúc này Dương Diệp cũng không chủ động công kích, hắn biết, nếu muốn giết đi nữ tử trước mặt này, trừ phi hắn dùng tới kiếm ý, hơn nữa còn phải dùng tới 36 chuôi huyền kiếm trong hộp kiếm và tử điêu phối hợp mới có thể. Hắn lúc trước muốn làm như vậy, thế nhưng hắn vẫn từ bỏ. Bởi vì cho tới nay, hắn phát hiện nữ nhân đối diện không có sát ý với hắn, giống như nàng từng nói, nàng thật sự cố ý đang éo hắn bại lộ lá bài tẩy của mình. Chuyện này có điểm kỳ lạ, đây là ý nghĩ của Dương Diệp. Tại sao ngươi có thể tìm được ta trong thời gian ngắn? Dương Diệp hỏi, hiện tại hắn sẽ không cảm thấy nữ nhân trước mặt tìm được hắn là một sự trùng hợp. Văn Nhân Nguyệt nói, đây là bí pháp Bách Hoa Cung chúng ta, sở dĩ tìm đến ngươi. Ta chỉ muốn biết thực lực của ngươi mà thôi, tất cả chỉ đơn giản như vậy. Tại sao? Dương Diệp nghi ngờ nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Văn Nhân Nguyệt nói. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp nói. Tất cả chưa phải là thực lực cực hạn của ta, ta cũng có nắm chắc bài, chờ ngươi trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho ngươi thấy lá bài tẩy của ta. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, thẳng thắn mà nói. Ta không có hảo cảm nào với Bách Hoa Cung các ngươi, ngày hôm nay, hai chúng ta, chỉ có một còn sống sót rời đi. Ngươi rất có tự tin. Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp, nói. Ta rất chờ mong. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta. Văn Nhân Nguyệt lắc lắc đầu, nói. Chờ ta nhìn lá bài tẩy của ngươi, ta mới có thể trả lời vấn đề này của ngươi, hiện tại không thể. Thật sao? Đôi mắt của Dương Diệp chậm rãi híp lại, nói. Chỉ sợ ngươi không thể trả lời vấn đề rồi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Bành! Dương Diệp đạp chân phải thật mạnh, mặt đất nứt ra trong nháy mắt, thân hình của hắn lao nhanh về hướng Văn Nhân Nguyệt. Khi tiếp cận đến Văn Nhân Nguyệt khoảng 2 trượng, đột nhiên kiếm ý triển của Dương Diệp bộc phát, kiếm ý giống như nước thủy triều quét qua Văn Nhân Nguyệt. Khi cảm nhận được cỗ kiếm ý này, hai mắt Văn Nhân Nguyệt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khiếp và khó mà tin nổi. Việc này còn chưa kết thúc, cùng lúc đó. Một đạo năng lượng vòng tròn màu tím không có dấu hiệu xuất hiện ở trước người Văn Nhân Nguyệt, vào lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì nó đã đánh trúng người của nàng. Đột nhiên đóa sen lại xuất hiện chặn lại vòng sáng màu tím của tử điêu, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên, vòng sáng màu tím biến mất ngay lập tức. Mà lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt, sau đó rút kiếm đâm thẳng vào đóa sen trước ngực của Văn Nhân Nguyệt. Phá! Dương Diệp sử dụng kiếm ý đã gia trì thêm kiếm tâm thanh minh, tốc độ cùng uy lực của Dương Diệp lúc này hậu phát chế nhân cũng tăng cao vài lần, ẩn kiếm đi qua nơi nào, không gian nơi đó rút ngắn lại không ít. Ẩn kiếm đánh vào trên hoa sen, vắng lặng trong chốc lát, chợt, một tiếng nổ ầm vang lên, đột nhiên cánh hoa sen bị phá tan, một luồng sóng khí bộc phát giữa hai người, cũng sinh ra chấn động đẩy hai người lùi ra xa. Vừa mới lùi bước, Dương Diệp đã mạnh mẽ dừng thân thể lại. Sau đó tùy ý cho những sóng khí kia đánh lên người của hắn. Bành! Sóng khí đánh lên người, quần áo trên người Dương Diệp vỡ tan, sau một khắc, thân hình Dương Diệp hơi động, hắn lại lao nhanh về phía Văn Nhân Nguyệt lần nữa. Vào thời khắc Dương Diệp vừa hành động, tử điêu trên bả vai hắn cũng vung tiểu trảo lên, sau đó có một tia sáng tím đánh về phía Văn Nhân Nguyệt trước tiên. Lúc này nội tâm Văn Nhân Nguyệt khiếp không cách nào diễn tả bằng lời lẽ. Nàng vẫn cảm thấy mình đã nhìn rõ thực lực của Dương Diệp, nhưng mà sự thực nói cho nàng biết, nàng vẫn đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, hơn nữa là đánh giá quá thấp. Một thiếu niên không có danh tiếng gì lại lĩnh ngộ kiếm ý trong truyền thuyết. Còn có tiểu gia hỏa đáng yêu trên bờ vai của hắn, rốt cuộc con thú này là cái gì? Tại sao có công kích quỷ dị như thế, thậm chí còn quỷ dị hơn cả ngự kiếm thuật của Dương Diệp? Văn Nhân Nguyệt không có thời gian chấn kinh. Bởi vì một đạo năng lượng màu tím của tiểu tử khả ái kia đã đánh về phía nàng. Huyền giáp địa giai đã bị Dương Diệp đánh tan, nàng đương nhiên không dám ngạnh kháng tia sáng tím kia, tay ngọc vung lên, vô số đạo huyền khí hóa thành cánh hoa ngưng tụ trong nháy mắt ngay trước mặt nàng. Bành! Huyền khí cánh hoa nổ tung trong nháy mắt, tốc độ của tia sáng tím vẫn không giảm và bay thẳng về phía Văn Nhân Nguyệt, ngay khi tia sáng sắp đánh lên người của Văn Nhân Nguyệt, đột nhiên thân thể Văn Nhân Nguyệt biến mất đầy quỷ dị. Nàng xuất hiện ở phía bên trái cách đó vài chục trượng,
chỉ còn lưu lại vài chục cánh hoa quấn quanh với tia sáng tím. Bành! Một âm thanh nổ tung lại vang lên lần nữa. Văn Nhân Nguyệt mới vừa ổn định thân hình, đột nhiên trong mắt của nàng co rụt lại, thân thể hơi rung động và biến mất tại chỗ. Lúc nàng vừa biến mất tại chỗ, Dương Diệp lại xuất hiện trước vị trí nàng đứng. Trong tay Dương Diệp đang cầm ẩn kiếm bổ mạnh vào nơi nàng vừa đứng. Nếu như tốc độ của nàng chậm hơn một chút, chỉ sợ lúc này đã bị Dương Diệp chém thành hai nửa. Một đòn thất bại lần thứ hai, Dương Diệp quay đầu nhìn sang Văn Nhân Nguyệt cách đó không xa, sắc mặt của hắn càng nghiêm túc hơn trước. Nữ tử trước mặt không hổ là nhân vật đại biểu cho một thế hệ trẻ tuổi của Bách Hoa Cung, mặc kệ là ý thức chiến đấu hay tốc độ phản ứng đều là nhất lưu. Hơn nữa đối phương có nhiều huyền bảo như thế, còn có thân pháp đầy quỷ dị kia, đây mới thật sự là việc khó đối phó. Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp, sắc mặt không còn nhẹ nhõm như mây khói lúc ban đầu, mà là biến thành nghiêm túc, nàng nói. Ta vẫn coi thường ngươi, không, là tất cả mọi người đều coi thường ngươi. Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tiến vào 10 vị trí đầu của Thanh Vân bảng, nhưng ngươi muốn số 1, nắm lấy Thanh Vân lệnh, thực lực như vậy vẫn còn không đủ. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, trầm giọng nói. Làm sao ngươi biết ta muốn bắt lấy Thanh Vân lệnh? Mục tiêu Thanh Vân lệnh, việc này chỉ có sư phụ Lâm Sơn biết, sư phụ Lâm Sơn khẳng định sẽ không nói với nữ nhân trước mặt biết, mà sư phụ Lâm Sơn không nói, tại sao nữ nhân trước mặt lại biết? Đoán. Văn Nhân Nguyệt nói, ngươi muốn cứu sư, cứu mẫu thân của ngươi, đương nhiên phải đi đoạt Thanh Vân lệnh, tuy rằng Thanh Vân lệnh không thể trực tiếp cứu ra mẫu thân của ngươi, thế nhưng có thể giảm bớt hình phạt của mẫu thân ngươi phải chịu, mà ngươi dùng thực lực tiên thiên nhị phẩm tới tham gia Thanh Vân bảng, vì lẽ đó ta cho rằng mục tiêu của ngươi hẳn chính là Thanh Vân lệnh. Chỉ là nếu như thực lực của ngươi chỉ có như vậy, ta nói vẫn không đủ, đừng nói mấy yêu nghiệt của nguyên môn, cho dù là ta và Lãnh Tâm Nhiên. Ngươi không nhất định có thể đối phó nổi. Ngươi có ý gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Thái độ của nữ nhân trước mặt với hắn khác hẳn người thường. Ta có ý gì không trọng yếu? Văn Nhân Nguyệt lãnh đạm nói. Ngươi cũng nghe nói về nguyên huyền của nguyên môn tới tham gia Thanh Vân bảng lần này. Tuy rằng ta chưa giao thủ với hắn, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Sư môn ta đã có bản giao. Nếu trong vòng tỷ thí thứ hai mà gặp phải hắn, ta có thể trực tiếp chịu thua. Thực lực của ta ngươi lúc trước cũng đã thấy rồi, với thực lực của ta, sư môn ta cũng không coi trọng, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng được đối phương. Dương Diệp lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết hắn chỉ sử dụng kiếm ý tầng thứ nhất, kiếm ý tầng thứ nhất đã đủ đánh nát bảo vật huyền giáp địa giai của nàng, nếu như sử dụng tất cả kiếm ý, hắn chắc chắn trọng thương đối phương, sở dĩ nói trọng thương đối phương, mà không phải giết đối phương, đó là bởi vì hắn cân nhắc đối phương nắm giữ ngụy đạo khí. Nếu như đối phương không có ngụy đạo khí, hắn chắc chắn trực tiếp giết chết đối phương. Còn nữa, hộp kiếm của hắn và phá long quyền còn chưa triển khai, hộp kiếm phối hợp ngự kiếm thuật lại có thêm kiếm ý gia trì, còn có phá long quyền mà Mạc lão cũng phải tán thưởng, hắn vô cùng tin tưởng có thể trực tiếp giết chết đối phương. Sở dĩ không dùng hết lá bài tẩy giết đối phương, hắn lại cảm thấy kỳ lạ, hắn mơ hồ có cảm giác, người trước mắt nhận biết mẫu thân của hắn. Tiểu gia hỏa màu tím trên vai của ngươi chính là Thú Vương. Đột nhiên Văn Nhân Nguyệt lên tiếng hỏi. Ngươi biết mẫu thân ta? Dương Diệp hỏi ngược lại. Văn Nhân Nguyệt trầm mặc. Thấy thế, Dương Diệp càng ngày càng cảm giác mình đoán đúng, người trước mắt vô cùng có khả năng nhận biết mẫu thân của mình, hắn lại lên tiếng hỏi. Mẫu thân ta ở Bách Hoa Cung có tốt không? Trầm mặc một lát, Văn Nhân Nguyệt nói. Tình huống hơi không ổn. Mẫu thân ngươi lúc trước triển khai cấm pháp, tu vi giảm mạnh, hơn nữa còn tổn thương ngũ tạng lục phủ, lại đang bị âm phong tại đáy vực đoạn tình nhai dằn vặt. Nói đến đây, Văn Nhân Nguyệt liếc mắt nhìn hai mắt Dương Diệp biến thành màu đỏ, sắc mặt cũng đã dữ tợn, nàng do dự mới nói. Nhưng cũng còn tốt, với nội tình của nàng, chống đỡ mấy năm vẫn có thể, nếu như ngươi có thể bắt được Thanh Vân lệnh, để Bách Hoa Cung giảm bớt hình phạt với nàng, như vậy sẽ tốt hơn. Một lúc lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn áp chế tâm tình của mình, nhìn về phía Văn Nhân Nguyệt, nói. Cho ta một lý do không giết ngươi, ta biết ngươi còn có lá bài tẩy, còn có ngụy đạo khí trong truyền thuyết, thế nhưng ta cho ngươi biết, những thứ này không cứu được ngươi, cho ta một lý do không giết ngươi. Nếu như là đệ tử Bách Hoa Cung khác, hắn đương nhiên không phí lời nhiều như vậy, nhưng nữ tử này không giống, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng mẫu thân hắn ở Bách Hoa Cung không có một người bạn nào.
nếu như nữ nhân trước mắt này, hoặc nói trưởng bối của nữ nhân này có quan hệ với mẫu thân của mình, vậy hắn giết, sau đó làm sao bàn giao với mẫu thân? Khóe miệng Văn Nhân Nguyệt hơi cong lên, nàng lần đầu tiên lộ ra tâm tình khác trên gương mặt, nói. Ngươi thật sự rất tự tin, tuy rằng ta không biết ngươi còn có lá bài tẩy gì, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ta muốn chạy trốn, cho dù là linh giả cảnh đều cũng không thể giết được ta. Dứt lời, đột nhiên thân thể Văn Nhân Nguyệt biến mất tại chỗ, bản thể của nàng quỷ dị xuất hiện cách đó 10 trượng, không tới một giây sau, bóng người kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Dương Diệp, cùng lúc đó, giọng nói từ nơi xa xôi vọng về. Ba người quỷ tông lúc này đang ở khu phía nam và tìm kiếm người kiếm tông trong phạm vi ngàn dặm, nếu như không muốn đệ tử kiếm tông chết hết, người tốt nhất nên đi nhanh một chút. Nhìn Văn Nhân Nguyệt biến mất trong tầm mắt, Dương Diệp cười khổ, đúng như Văn Nhân Nguyệt từng nói, nàng có thân pháp quỷ dị như thế, hắn thật sự không làm gì được nàng. Ngay cả tiểu gia hỏa, với năng lực kinh khủng của tiểu gia hỏa, chỉ sợ ngay cả tôn giả cảnh cũng đuổi không kịp, tuy rằng thân pháp của Văn Nhân Nguyệt không tính là thuấn di, nhưng cũng không kém hơn thuấn di của tiểu gia hỏa bao nhiêu. Ngược lại không phải hắn hiện tại có thể đuổi được. Lúc này, đột nhiên Tử Điêu chỉ vào hướng Văn Nhân Nguyệt biến mất. Sau đó tiểu chảo lại vung tay của nó lên, dường như muốn nói nó đuổi được. Dương Diệp xoa xoa đầu nhỏ của Tử Điêu, cười nói. Biết ngươi đuổi được, nhưng chúng ta không cần thiết phải tử đấu với nàng. Nếu như nói bắt đầu hắn chỉ suy đoán nữ nhân trước mắt có quan hệ gì đó với mẫu thân, dựa vào những lời nữ nhân này nói lúc cuối cùng, hắn có thể khẳng định đối phương khẳng định có quan hệ với mẫu thân của hắn. Tại sao? Bởi vì nếu như nữ nhân này không có quan hệ với mẫu thân hắn, nàng căn bản không thể nhắc nhở hắn, còn nói cho hắn biết thực lực của nguyên huyền của nguyên môn, còn nói cho hắn biết quỷ tông đang tìm người kiếm tông. Đứng im lặng một lúc, Dương Diệp thấp giọng thở dài, hắn lập tức mang theo Tử Điêu lao đi hướng nam. Dựa theo ý kiến cá nhân của hắn không muốn quản người kiếm tông chết sống thế nào, thế nhưng trước khi tiến vào Thanh Vân Bảng, hắn đã đáp ứng Tô Thanh Thi. Nếu như có thể, trợ giúp đệ tử kiếm tông một chút. Bởi vì Tô Thanh Thi biết hắn có năng lực điều động huyền thú. Đương nhiên, lần này đi phía nam cũng không chỉ vì cứu đệ tử kiếm tông, dù sao hắn không phải phụ mẫu của những đệ tử kiếm tông tham gia Thanh Vân Bảng. Lần này hắn đi chủ yếu là mò lợi ích, bởi vì tiểu gia hỏa, săn giết huyền thú lấy thú đan, hắn đừng mơ nữa. Nếu không thể đánh chủ ý lên huyền thú, vậy thì đánh chủ ý lên người khác. Mang theo tiểu gia hỏa lao nhanh mấy canh giờ, sau khi đi được mấy trăm dặm lộ trình, dọc theo đường đi thật sự gặp một ít huyền thú, nhưng bởi vì tiểu gia hỏa nên hắn tránh đi rất xa. Sở dĩ không có thu phục đối phương, chủ yếu là bởi vì tiểu gia hỏa không lọt mắt. Dương Diệp phát hiện, đối với chất lượng huyền thú, tiểu gia hỏa càng ngày càng kén chọn. Sau khi đi hơn trăm dặm, đột nhiên, Dương Diệp dừng bước, hắn nhìn một nơi cách đó không xa. Ở cách hắn vài chục trượng có hai người tỏ rõ vẻ đề phòng nhìn hắn, bên cạnh hai người là thi thể huyền thú khổng lồ, hơn nữa máu không ngừng chảy. Hiển nhiên, Dương Diệp đến không phải lúc. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên thanh niên đứng bên trái nói. Các hạ là đệ tử kiếm tông. Nói xong, thanh niên lại liếc mắt nhìn Tử Linh kiếm trong tay trái của Dương Diệp. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Chỉ đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Nói xong, hắn vòng qua hai người, tiếp tục chạy đi. Ngươi dừng chân. Ngay khi Dương Diệp muốn đi vòng qua hai người này, thanh niên nói chuyện lúc trước đã lên tiếng. Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn, nói. Làm sao? Thanh niên cười cợt, nói. Huynh đệ không cần căng thẳng, hai huynh đệ chúng ta không có ác ý. Chúng ta là con cháu Dương gia, một trong bốn gia tộc lớn tại đế đô, ta tên Dương Phong. Người bên cạnh ta chính là đệ đệ Dương Tùng. Dương gia. Dương Diệp hơi cau mày, nói. Chưa từng nghe qua, có việc. Hắn biết ở đế đô có thật nhiều thế gia nhà giàu, nhưng hắn chưa bao giờ đi quan tâm những chuyện này, vì lẽ đó hắn căn bản không biết Dương gia là thánh thần phương nào. Nghe được Dương Diệp nói thế, trong mắt huynh đệ họ Dương lộ ra lửa giận, thanh niên Dương Tùng bên cạnh Dương Phong muốn nổi giận nhưng bị Dương Phong ngăn cản. Dương Phong nhìn về phía Dương Diệp, hắn lại nở nụ cười, nói. Huynh đệ không phải đệ tử kiếm tông, lại chưa từng nghe qua Dương gia nói vậy là tán tu nam vực. Nếu huynh đệ dám tới tham gia Thanh Vân Bảng, như vậy thực lực huynh đệ có lẽ cực kỳ tốt.
huynh đệ cũng nên biết trong Thanh Vân Sơn mạch này có không ít huyền thú vương giai, ta có đề nghị, chúng ta cùng nhau liên thủ, thu được nội đan huyền thú chia đều, ngươi xem coi thế nào. Dương Diệp ngẩn ra, hắn không nghĩ tới hai người trước mắt lại muốn kéo hắn nhập bọn, nếu như thực lực của hắn thấp kém, đề nghị của đối phương đúng là tốt, nhưng thật đáng tiếc, ở bên trong thập vạn đại sơn này, hắn không sợ nhất chính là huyền thú. Dương Diệp lắc đầu, nói, liên thủ thì không cần, ta còn có việc, ta cáo từ trước. Nói xong, Dương Diệp không có dừng lại, hắn lập tức lao vút đi. Thấy Dương Diệp từ chối, nhìn bóng lưng Dương Diệp đi xa, hàn mang hiện ra trong mắt Dương Phong, do dự một lát, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ động thủ. Tại sao lại thả hắn đi? Lúc này, Dương Phong bên cạnh Dương Tùng hơi bất mãn nói. Ngươi xem thanh kiếm trong tay hắn, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm, hơn nữa trên tay đối phương còn mang nhiều nạp giới như vậy, nói rõ trong đó có không ít thứ tốt, quan trọng nhất chính là hắn chỉ là một tán tu, cho dù có thực lực thì cũng mạnh tới mức nào. Dương Phong lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Hắn làm ta nhìn không thấu. Ngươi nhớ lúc trước hắn nhìn thấy huynh đệ chúng ta không, trong mắt hắn ngoại trừ hơi kinh ngạc ra, còn lại không có nửa điểm kiêng kỵ và đề phòng, phải biết, nằm bên cạnh chúng ta là một con huyền thú vương giai. Mà hắn lại có thể không một chút kiêng kỵ và đề phòng, đại biểu cái gì? Dương Tùng hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi cứ sợ đầu sợ đuôi, ta thấy không có ý nghĩa, ngươi không đi giết, ta đi, sau đó đồ của hắn là của ta. Nói xong. Thân hình hắn hơi động đuổi theo Dương Diệp. Dương Phong biến sắc, ngay sau đó hắn cũng theo sau. Chấm. Lúc Dương Diệp đang chạy đi, dường như cảm giác được cái gì đó, đột nhiên hắn dừng bước, sau đó hắn xoay người nhìn thanh niên gọi là Dương Tùng đã đứng cách hắn không xa. Nhìn thấy đối phương, Dương Diệp hơi kinh ngạc, nói. Còn có việc. Dương Tùng nhìn tử linh kiếm trong tay Dương Diệp, trong mắt lộ ra hào quang tham lam, nghe được Dương Diệp hỏi. Hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Giao kiếm trong tay ngươi ra, cũng giao tất cả nạp giới ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn trung quy vẫn còn hơi lý trí, không có trực tiếp động thủ, bởi vì hắn cũng cảm thấy Dương Phong lúc trước nói có đạo lý, nhưng hắn thật sự không bỏ được con dê béo này. Dương Diệp sững sờ, đối phương muốn đánh cướp hắn. Nghĩ tới đây, Dương Diệp cảm thấy buồn cười, hắn cũng không phí lời với đối phương, thân hình hơi động. Trong nháy mắt hắn đã đi tới trước Dương Tùng, sau đó rút kiếm chém một kích. Dương Tùng kinh hãi, hắn không nghĩ tới người trước mắt không nói một câu đã động thủ, càng kinh hãi hơn chính là tốc độ của đối phương lại kinh khủng như thế. Vào lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã tới trước mặt mình, ngay khi hắn chuẩn bị né tránh, giữa trường sáng lên một tia sáng tím, sau đó Dương Tùng đã mở to hai mắt. Ngay sau đó, mi tâm của Dương Tùng xuất hiện một dòng máu tươi, chỉ trong nháy mắt. Dương Tùng đã bị chém thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ và máu tươi bắn tung tóe. Dương Diệp vung tay phải lên, một chiếc nhẫn bay vào trong tay hắn, kiểm tra chiếc nhẫn một lúc, Dương Diệp mỉm cười, hắn cười vui vẻ. Đồ vật trong nhẫn không tệ, công pháp huyền kỹ và năng lượng thạch cái gì đó, hắn hiện tại không quan tâm tới, hắn nhìn thấy bên trong có hai viên nội đan huyền thú vương giai. Đúng, ở trong nhẫn có hai viên nội đan huyền thú vương giai, đối với chuyện này, Dương Diệp cảm thấy đây là thu hoạch không nhỏ. Đột nhiên, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về xa xa, chỉ thấy Dương Phong không biết xuất hiện trước mặt hắn lúc nào. Dương Phong nhìn thấy thi thể Dương Tùng, hắn không có tức giận và oán hận như Dương Diệp dự đoán, ngược lại, ánh mắt của đối phương rất bình tĩnh, giống như sớm dự liệu được. Ngươi không báo thù cho hắn. Nhìn người trước mắt, Dương Diệp hỏi. Dương Phong lắc lắc đầu, nói. Trời làm bậy còn có thể sống. Tự làm bậy không thể sống. Lúc trước ta cũng đã khuyên hắn, nhưng đáng tiếc hắn bị lợi ích che mở đôi mắt, không nghe ta khuyến cáo, đuổi theo ra tay với ngươi, đây là hắn tự tìm đường chết. Nhưng ngươi cũng đuổi theo. Dương Diệp chậm rãi đi về hướng Dương Phong, nói. Tay phải của Dương Phong hơi động, hai viên châu trắng noãn bay vào trong tay Dương Diệp, tay phải Dương Diệp xuất ra một chiêu, hai viên châu màu trắng cũng rơi vào trong tay hắn, khi thấy hai viên châu màu trắng trong tay. Dương Diệp sững sờ, nhìn về phía đối phương, không hiểu nói. Ngươi có ý gì? Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hai viên châu màu trắng trong tay hắn chính là hai viên nội đan huyền thú vương giai. Nội đan cho ngươi, tha ta một mạng, làm sao? Dương Phong nhìn Dương Diệp, hắn nói trắng ra.
Dương Diệp nhìn Dương Phong một lát, sau đó nói. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Đương nhiên là cá chết rách lưới. Dương Phong nhún vai một cái, nói. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng ta cũng không phải quả hồng mềm, cho dù không thể gây tổn thương cho ngươi, thế nhưng ta vẫn có thể chế tạo phiền phức cho ngươi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Tại sao ngươi xác định thực lực của ta trên ngươi, ngươi lại không có một chút cơ hội nhỏ xíu nào? Bởi vì hắn. Dương Diệp chỉ vào Dương Tùng bị phanh thây, nói. Thực lực của ta mạnh hơn hắn rất nhiều, muốn giết hắn, cũng không phải không thể, thế nhưng tuyệt đối không làm được dễ như ăn cháo giống ngươi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính ta đoán được ngươi là ai. Đoán được ta là ai? Dương Diệp không hiểu nói. Ngươi chính là Dương Diệp chém giết cường giả vương giả cảnh tại cửa thành đế đô. Đột nhiên Dương Phong lên tiếng. Đôi mắt Dương Diệp híp lại, nói. Làm sao ngươi biết? Dương Phong cười cợt, nói. Chẳng lẽ ngươi không biết mình hiện tại rất nổi danh hay sao? Hay là trong mắt người sáu thế lực lớn các ngươi, ngươi chỉ có thể tính toán giống như vậy, thế nhưng trong mắt con cháu thế gia cùng những tán tu kia, ngươi chém giết cường giả vương giả cảnh hộ vệ đội hoàng gia đã là siêu cấp yêu nghiệt. Càng khỏi nói ngươi còn giao thủ với cường giả linh giả cảnh. Nói đến đây, Dương Phong dừng một chút, liếc mắt nhìn thi thể Dương Tùng trên đất, tiếp tục nói. Ban đầu ta vốn cho rằng là nghe sai đồn bậy. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải tin đồn, mà là sự thật. Dương Diệp nhìn Dương Phong, nói. Không thể không nói, người rất thông minh, cũng rất thức thời vụ. Nói đến đây, trong mắt Dương Diệp bắn ra hàn mang, nói. Nhưng cũng bởi vì như vậy, ta mới càng muốn giết ngươi, bởi vì loại người như ngươi, nói không chừng về sau sẽ cắn ta thêm vài cái. Nói xong, Dương Diệp không có phí lời, thân thể hắn lướt nhanh về phía Dương Phong. Hiển nhiên Dương Phong sớm có phòng bị, trong nháy mắt Dương Diệp vừa tới trước mặt thì hắn đã lui về phía sau, cùng lúc đó, tay phải ném mạnh về phía trước, một tấm hỏa thuật phù trung cấp thượng phẩm bay thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp rút kiếm chém mạnh, tấm hỏa thuật phù bộc phát hỏa diễm cũng bị đánh tan, mà lúc này, Dương Phong đã lướt đi vài chục mét. Dương Diệp nhìn về phía Tử Điêu hiểu ý, tiểu trảo vung lên. Một tia sáng tím xuất hiện trong nháy mắt và xuất hiện ngay trước mặt Dương Phong. Dương Phong kinh hãi, đột nhiên hắn không kịp chuẩn bị, cũng không thể thu chân lại kịp, thế là hắn va chạm với tia sáng tím. Bành! Dương Phong vừa tiếp xúc thân mật với tia sáng tím, thân thể hắn bay ngược về phía sau còn nhanh hơn khi hắn chạy trốn. Mà đang lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước Dương Phong, sau đó rút kiếm chém một cái. Thời điểm Dương Phong còn chưa kịp phản ứng. Một cái đầu đã bay lên cao. Dương Phong vẫn mở to mắt khi chết, Dương Diệp lắc lắc đầu, không thể không nói, người trước mắt rất thông minh, nhưng bởi vì hắn quá thông minh nên bị thông minh hại, chính vì đối phương quá thông minh, hắn mới càng không lưu lại đối phương. Hắn không thích phiền phức quá nhiều, hoặc có thể nói, nếu không có phiền phức thì tốt nhất. Hắn phất tay một cái, một chiếc nhẫn trong tay Dương Phong bay vào trong tay của hắn, nhìn lướt qua đồ vật trong chiếc nhẫn. Dương Diệp cười gần một tiếng, nói thầm, quả nhiên ra tay là đúng, bởi vì trong chiếc nhẫn còn có 3 viên nội đan huyền thú vương giai. Có thêm 3 viên nội đan huyền thú vương giai, trong tay hắn đã có 7 viên. Quả nhiên, đánh cướp người còn dễ dàng hơn đánh chết huyền thú nhiều, chẳng trách Tần Tịch Nguyệt nói người tham gia thanh vân bảng mới là kẻ địch lớn nhất, huyền thú không phải nguy hiểm là nhân loại. Cẩn thận thu chiếc nhẫn, Dương Diệp đang chuẩn bị lao về hướng nam. Nhưng mà đúng vào lúc này có 3 bóng người đang từ xa lao tới, 3 người, phân biệt là 2 nam 1 nữ, 3 người này điên cuồng chạy về hướng hạp gốc bên phải Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp không nhìn 3 người, hắn nhìn về phía sau 3 người, bởi vì phía sau 3 người có 4 con huyền thú vương giai giống như một ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy 4 con huyền thú vương giai, mí mắt Dương Diệp co giật, bởi vì 4 con huyền thú vương giai lại có liệp ảnh báo, loại huyền thú này. Sức mạnh không bằng huyền thú loại hình sức mạnh như liệt diễm sư cùng đại địa hùng vương và kiếm sỉ hổ, thế nhưng tốc độ và lực bộc phát còn mạnh hơn 3 loại huyền thú kia nhiều. Lúc này Dương Diệp cũng tò mò nhìn 3 người kia, hiếu kỳ vì sao 3 người có thể thoát thân trước mặt liệp ảnh báo nổi danh tốc độ trong thập vạn đại sơn. Rất nhanh, Dương Diệp rõ ràng, bởi vì hắn nhìn thấy bùa chú tốc độ trên người bọn họ, nói cách khác, 3 người trước mắt đã dùng thần hành phù, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Lúc này, 3 người cũng nhìn thấy Dương Diệp,
ánh mắt nam tử áo bào xanh lóe sáng khi nhìn thấy Dương Diệp, sau đó hắn tăng nhanh tốc độ chạy về hướng Dương Diệp, hai người kia do dự một chút, cũng chạy về hướng Dương Diệp. Biểu ca, đối phương có khả năng là đệ tử kiếm tông, làm như vậy được không? Đột nhiên nữ tử bên cạnh thanh niên áo xanh hỏi, tuy kiếm tông đã xuống dốc, nhưng chung quy vẫn là một trong 6 thế lực lớn, không phải thế gia như bọn họ có thể trêu chọc. Thanh niên khác cũng nói, biểu ca, không bằng chúng ta liên thủ với hắn đối phó 4 con huyền thú vương giai được chứ? Thanh niên áo xanh hừ lạnh một tiếng, nói, lòng dạ đàn bà, bởi vì hắn là đệ tử kiếm tông mới càng dẫn cho hắn, bởi vì hắn nhất định có thể chống đỡ 4 con súc sinh này một hồi, chỉ có hắn hấp dẫn 4 con súc sinh phía sau chúng ta mới có cơ hội sống sót, không phải vậy 3 người chúng ta làm sao có thể chống lại 4 con súc sinh này. Còn liên thủ, người cảm giác 4 người chúng ta có thể đối kháng 4 con súc sinh này hay sao? Nữ tử do dự, cuối cùng nàng thấp giọng thở dài, không có nói chuyện, thanh niên kia cũng không nói lời nào. Bọn họ là con cháu Lý Gia, một trong 4 gia tộc lớn tại Đế Đô, sau khi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, 3 người bọn họ dùng bí pháp gia tộc cảm ứng lẫn nhau. Tổ 3 người dọc theo con này săn giết vài con huyền thú vương giai, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, huyền thú cũng tổ đội. Nếu như 3 người đối mặt một con huyền thú vương giai khẳng định không phải đối thủ của 3 người bọn họ, thế nhưng 3 đấu 3. Nhìn thấy hành vi của 3 người, khóe miệng Dương Diệp xuất hiện nụ cười gằn, vì sao trên đời này có nhiều người tự tìm đường chết như vậy? Nếu như không có Tiểu Gia Hỏa ở đây, hắn thật sự không thể chống lại 4 con huyền thú vương giai, thế nhưng có Tiểu Gia Hỏa, cho dù nhiều huyền thú hơn nữa cũng không có việc gì. Hắn ban đầu còn có tâm địa Bồ Tát cứu 3 người trước mặt, nhưng mà hiện tại. Rất nhanh, 3 người đã đi tới trước mặt Dương Diệp, thanh niên áo xanh cầm đầu nhìn Dương Diệp một chút, nhìn thấy sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, không có nửa điểm sợ hãi, trong mắt hắn sinh ra một tia khó hiểu, thế nhưng hắn không nghĩ nhiều như thế, hắn tăng nhanh tốc độ vượt lên phía trước, nữ tử cùng thanh niên phía sau hơi do dự và đuổi theo. Tuy rằng làm như vậy hơi bất nhân, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Nhưng mà chuyện này không có phát triển giống như bọn họ suy nghĩ, thời điểm bọn họ vòng qua Dương Diệp, bốn con liệp ảnh báo phía sau không có dây dưa với Dương Diệp, trái lại bọn chúng phát điên đuổi theo bọn họ. 3 người kinh hãi, ban đầu bọn họ có thần hành phù, bọn họ còn có thể duy trì khoảng cách nhất định với huyền thú vương giai, mà hiện tại 4 con huyền thú vương giai đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Bất đắc dĩ, 3 người chỉ có thể ngừng lại, sau đó lại đối chiến với 4 con huyền thú vương giai. Sở dĩ 4 con huyền thú vương giai tăng tốc độ nhanh như thế, đây chính là công lao của Tiểu Gia Hỏa, ban đầu Tiểu Gia Hỏa còn chưa tiến vào vương giai đã có thể dọa huyền thú vương giai sợ hãi, mà hiện tại nó đã tiến vào vương giai, huyền thú vương giai bình thường ở trước mặt nó phải ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ. Bị Tiểu Gia Hỏa dọa sợ, 4 con huyền thú nào dám không liều mạng đuổi theo. Nhìn 4 con huyền thú vương giai ác chiến 3 người, thực lực 3 người này làm Dương Diệp bất ngờ, hiển nhiên. 3 người không phải tán tu phổ thông, không phải vậy căn bản không thể ác chiến với 4 con huyền thú vương giai. Thực lực 3 người này cũng không kém một ít đệ tử nội môn của kiếm tông. 3 người lúc này cảm thấy khó hiểu vì sao lại như vậy, rất nhanh, thanh niên áo xanh nghĩ tới điều gì đó, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, khi thấy Dương Diệp lãnh đạm nhìn 3 người bọn họ, đột nhiên hắn biết rõ là cái gì, lúc này lớn tiếng nói. Các hạ là đệ tử kiếm tông, tại hạ thế tử Lý Nam của Lý gia. Một trong 4 gia tộc lớn tại Đế Đô, Lý gia ta hơi có ngọn nguồn với kiếm tông, mong rằng các hạ có thể ra tay giúp đỡ một chút. Hắn không biết vì sao 4 con huyền thú vương lại không động tới thanh niên cầm kiếm, cũng không biết 4 con huyền thú vương giai vì sao lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ, bộ dạng không giết bọn họ thì không bỏ qua. Hắn chỉ biết một chút, tất cả những việc này đều có quan hệ với thanh niên trước mặt, vì lẽ đó hắn không chút do dự lên tiếng thỉnh giáo. Nghe được thanh niên áo xanh nói thế, Dương Diệp cảm thấy buồn cười, trên đời này có người da mặt dày như vậy. Lúc trước đối phương dẫn 4 con huyền thú vương giai cho hắn, khi đó hắn cũng không nghĩ tới gì tới kiếm tông. Đương nhiên, cho dù gia tộc đối phương có quan hệ gì đó đi chẳng nữa, hắn cũng không có hứng thú, đối phương làm mùng một, hắn làm ngày rằm. Nhìn thấy Dương Diệp thờ ơ không động lòng, 3 người cuống lên, thanh niên áo xanh vội vàng nói. Lúc trước là 3 người tại hạ không đúng, mong rằng huynh đài bao dung, chỉ cần huynh đài đồng ý ra tay giúp đỡ, sau này 3 người chúng ta nhất định có thâm tạ, Lý gia chúng ta nhất định có thâm tạ.
Dương Diệp lắc lắc đầu, người thật sự cho rằng ta là kẻ ngu hay sao? Chờ ba người các ngươi chết rồi, chẳng phải đồ vật sẽ thuộc về hắn. Còn muốn thâm tạ, còn gia tộc thâm tạ, thành thật mà nói, hắn không quan tâm, với ánh mắt của hắn lúc này, huyền bảo huyền kỹ ít nhất phải từ địa giai hoặc vượt qua địa giai mới lọt vào mắt hắn. Lý gia đồ bỏ kia sẽ cầm huyền kỹ và công pháp địa giai tặng hắn. Rất nhanh, ba người liên tục bại lui, ngay khi ba người sắp bị bốn con huyền thú vương giai giết chết, đột nhiên mười mấy người từ xa lao tới. Nhìn thấy mười mấy người đột nhiên tới gần, ba người kia thở phào nhẹ nhõm, mà Dương Diệp híp mắt nhìn, hắn nắm chặt kiếm trong tay. Hiển nhiên mười mấy người này đều là tán tu hoặc là con cháu thế gia, bởi vì mười mấy người này không có ăn mặc quần áo của sáu thế lực lớn. Mười mấy người này nhanh chóng đi tới bên cạnh ba huynh muội Lý gia, trong đó nam tử lông mi dài nhìn sang Dương Diệp một chút, sau đó vung tay phải lên, chừng mười người nhất thời rút vũ khí của mình ra. Bọn họ lập tức bao vây bốn con liệp ảnh báo, có mười mấy người đột nhiên gia nhập vào trận chiến, toàn bộ cuộc chiến nghịch chuyển trong nháy mắt, bốn con liệp ảnh báo bị đánh bại lui liên tục. Đa tạ ân cứu mạng của huynh đệ. Thanh niên áo xanh đã rảnh tay nên lập tức ôm quyền với thanh niên lông mi dài, cảm kích nói. Nam tử lông mi dài cười cợt, nói. Cùng là nhân loại, làm gì có đạo lý thấy chết mà không cứu. Nói đến đây, nam tử lông mi dài dừng một chút. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Huynh đài tay cầm trường kiếm, ngươi là đệ tử kiếm tông. Dương Diệp lắc lắc đầu, sau đó nhìn mười mấy người kia, nói. Ngươi có thể bảo bọn họ dừng tay. Nghe vậy, nam tử lông mi dài hơi cau mày, nói. Huynh đài có ý gì? Vào lúc này, nam tử áo xanh dùng ánh mắt oán độc nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói khẽ với nam tử lông mi dài, thấp giọng nói rồi vài câu. Không biết nghe được cái gì, mí mắt của nam tử lông mi dài co giật, ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp lại mang theo hưng phấn và kích động, nói. Lúc trước tại hạ nhìn thấy những súc sinh kia không công kích huynh đài, nói vậy huynh đài là có bí pháp gì có thể làm cho đám súc sinh này kiêng kỵ. Dương Diệp nhìn nam tử lông mi dài một chút, nhạt tiếng nói. Đúng là có, nhưng ngươi không thể dùng, vì lẽ đó ngươi đừng đánh ý đồ này. Ta nói lại một lần, bảo người của ngươi dừng tay. Những con liệp ảnh báo này được tiểu gia hỏa sai khiến đuổi theo ba người Lý gia, thay lời khác mà nói, đám liệp ảnh báo này hiện tại đã là tiểu đệ của tiểu gia hỏa tự nhiên không thể nhìn những tiểu đệ của chính mình bị loài người chém giết. Nghe được Dương Diệp nói thế, nam tử lông mi dài cau mày, trong mắt bắn ra một tia hàn quang, nói. Huynh đài hẳn phải biết nhiệm vụ chúng ta tiến vào thập vạn đại sơn, trước mắt chính là bốn viên nội đan vương giai, cho dù ta đồng ý từ bỏ. Những người bạn của ta cũng không muốn từ bỏ. Đương nhiên, nếu như huynh đài đồng ý gia nhập chúng ta, bốn viên nội đan vương giai này, ta có thể làm chủ, phân cho huynh đài một viên. Dương Diệp lắc lắc đầu, hắn không có phí lời, bởi vì bốn con liệp ảnh báo đã có một con bị thương rồi. Thân hình hơi động, Dương Diệp lưu lại một đám tàn ảnh và tiến thẳng vào trong chiến trường. Ngay khi Dương Diệp hành động, nam tử lông mi dài sớm có dự liệu. Thân thể hắn hơi động và xuất hiện phía trước Dương Diệp, tốc độ kia nhanh chóng còn hơn cả Dương Diệp. Thấy nam tử trước mắt ngăn cản chính mình, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức rút kiếm đâm tới. Trong nháy mắt Dương Diệp rút kiếm ra, trong mắt của nam tử lông mi dài co rụt lại, trong lòng kinh hãi, hắn muốn né tránh nhưng đã không kịp. Bành! Trường kiếm đâm thẳng vào lồng ngực của nam tử lông mi dài, nhưng mà Dương Diệp cũng hơi cau mày. Bởi vì tử linh kiếm của hắn bị món đồ gì đó ngăn cản chặn lại rồi. Chỉ trong nháy mắt này, nam tử lông mi dài nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, hắn lui về phía sau vài chục trượng, ánh mắt hoảng sợ nhìn Dương Diệp, cả kinh nói. Ngươi là đệ tử kiếm tông. Tên thanh niên áo xanh cũng kinh hãi, hắn không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp lại mạnh như vậy, có thể làm cho nam tử lông mi dài thực lực hơn xa hắn không tránh được một kiếm vừa rồi. Lại nghe thấy nam tử lông mi dài đặt câu hỏi, trong lòng thanh niên áo xanh thầm kêu không tốt, ban đầu hắn chỉ suy đoán Dương Diệp là đệ tử kiếm tông, mà hiện tại, hắn đã cơ bản có thể xác định Dương Diệp chính là đệ tử kiếm tông rồi. Nghĩ tới đây, thanh niên áo xanh đã có ý lui. Nghe thấy lời của nam tử lông mi dài, Dương Diệp hơi bất đắc dĩ, lẽ nào người sử dụng kiếm đều là đệ tử kiếm tông sao? Không hề trả lời nam tử lông mi dài. Dương Diệp di chuyển lần vào chiến trường bên kia nữa, mà là nhằm vào nam tử lông mi dài ngăn cản trước mặt,
hắn nhất định phải cứu bốn con liệp ảnh báo, còn vấn đề giữa nhân loại cùng huyền thú, hắn mới không để ý. Ở trong mắt hắn, nhân loại có khi còn đáng sợ hơn cả huyền thú, càng đáng chết hơn nhiều. Nhìn thấy Dương Diệp động thủ lần thứ hai, nam tử lông mi dài kinh hãi, hắn lập tức hét lớn. Huynh đài dừng tay, chúng ta sẽ không ra tay với bốn con liệp ảnh báo này. Nghe vậy, Dương Diệp dừng lại, hắn nhìn sang bên kia, quả nhiên, mười mấy người kia đã dừng vây công bốn con liệp ảnh báo. Tuy rằng mười mấy người này đã dừng vây công liệp ảnh báo, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn biến thành lạnh lẽo. Không chỉ mười mấy người kia, cho dù là ba huynh muội Lý Gia và nam tử lông mi dài nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt lạnh lẽo. Nhân loại và huyền thú, tuy rằng không có bạo phát qua chiến tranh quy mô lớn, thế nhưng hai tộc có thể nói phi thường căm thù lẫn nhau. Mà Dương Diệp là một nhân loại, hắn lại là đệ tử kiếm tông, thế mà hắn lại đứng bên phía huyền thú. Dường như biết suy nghĩ của bọn họ, đột nhiên Dương Diệp nói. Nội đan của bọn chúng là của ta. Tuy rằng hắn không thèm để ý nghĩ của người khác, nhưng cũng không hy vọng bị người ta cho rằng là cùng một phe với huyền thú. Tuy rằng hắn vốn cùng một phe với huyền thú nhưng việc này không thể lộ ra trước mặt người khác, bởi vì việc này can hệ thực sự quá lớn. Nếu không cẩn thận, không có các thế lực lớn của nhân loại ây sự với hắn, chỉ sợ cũng sẽ có cường giả của huyền thú đế quốc tới tìm hắn. Quả nhiên, nghe được Dương Diệp nói thế, hàn ý trong mắt mọi người giảm xuống, chỉ cần không phải phản bội nhân loại, mọi người sẽ không thù hận hắn như thế. Người dựa vào cái gì muốn nội đan của chúng nó? Lúc này, đột nhiên có một tên nam tử trong mười mấy người kia lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi là đệ tử kiếm tông sao? Cho dù ngươi là đệ tử kiếm tông đi chăng nữa, chúng ta có mười mấy người, mà ngươi chỉ có một người, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng chúng ta. Thử xem. Dương Diệp nhìn sang nam tử này, hắn khẽ nói. Đa số những người trước mặt đều là tán tu, tuy rằng thực lực cực kỳ tốt, thế nhưng đối với hắn mà nói lại ít đi rất nhiều, bởi vì những người này không phá được phòng ngự của hắn, hơn nữa hắn còn có bốn con liệp ảnh báo, hắn tự tin nếu như đối phương động thủ, hắn chắc chắn có thể chém giết tất cả mọi người ở đây. Trong thế đạo hiện tại, rất nhiều lúc không có đúng sai, hắn sẽ không nói những người này là sai, thế nhưng rất xin lỗi, hắn nhất định phải bảo vệ những huyền thú này. Nếu như bởi vậy mà động thủ với bọn họ, hắn sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Nghe thấy Dương Diệp nói thế, mọi người ở đây đều giận dữ, ngay khi có mấy người muốn nổi giận, nam tử lông mi dài ngăn cản mọi người, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đúng thế, đệ tử kiếm tông trước mặt không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng vấn đề đối phương là đệ tử kiếm tông. Hơn nữa đệ tử kiếm tông tham gia thanh vân bảng lần này nhiều tới 10 người, nếu như đối phương tập hợp đội ngũ. Muốn giết người bên phía bọn họ, chuyện này dễ như trở bàn tay. Nói tóm lại, vì nội đan của bốn con huyền thú vương giai mà kết thù với đệ tử kiếm tông thì không đáng giá. Nghĩ tới đây, nam tử lông mi dài hít sâu một hơi, hắn hơi do dự, nói. Chúng ta đi. Lúc tên thanh niên áo xanh đứng bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng mà nam tử lông mi dài lại lườm hắn một cái, hắn cũng im lặng không nói. Tuy rằng mọi người không cam lòng. Nhưng cũng biết đạo lý vì nội đan bốn con huyền thú vương giai mà đắc tội đệ tử kiếm tông thì không đáng. Chờ đã. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi, Dương Diệp lại lên tiếng ngăn cản. Nghe vậy, mọi người dừng bước lại, nam tử lông mi dài nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hắn hiện ra sát ý, nói. Làm sao? Nếu như đối phương khinh người quá đáng, hắn không ngại giết một đệ tử kiếm tông, tuy rằng sau này sẽ có phiền phức. Thế nhưng còn tốt hơn bị người ta cưỡi lên đầu. Dương Diệp không nhìn vẻ mặt tức giận của những người này, hắn nhìn ba huynh muội Lý Gia lúc trước, nói. Các ngươi có thể rời đi, thế nhưng ba người này nhất định phải lưu lại. Hắn là người thù dai, lúc trước ba người này dẫn liệp ảnh báo về phía hắn, muốn hắn làm kẻ chết thay, việc này, hắn làm sao có khả năng quên. Nghe được Dương Diệp nói thế, ba huynh muội Lý Gia biến sắc, bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Dương Diệp. Lại thêm Dương Diệp là đệ tử kiếm tông, với thực lực của ba người, nếu như lưu lại, bọn họ tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Nghĩ tới đây, thanh niên áo xanh nhìn về phía nam tử lông mi dài, nói. Vị huynh đài này, tại hạ là thế tử Lý Nam của Lý Gia, là một trong bốn gia tộc lớn tại đế đô, hai người bên cạnh là biểu muội và biểu đệ của ta. Ân cứu mạng của huynh đài lúc trước, Lý Nam vô cùng cảm kích, sau khi rời khỏi thập vạn đại sơn, Lý Gia ta tất có thâm tạ. Nói đến đây,
Thanh niên áo xanh do dự, sau đó tay hắn hơi động, một quyển trục xuất hiện trên tay hắn, hắn giao quyển trục này cho nam tử lông mi dài, lại nói. Đây là huyền kỹ của Lý gia ta, là huyền giai thượng phẩm, đưa tặng huynh đài, xem như tạ lễ ân cứu mạng vừa rồi, Lý Nam ta bảo đảm, chỉ cần ra khỏi thập vạn đại sơn, chắc chắn sẽ có thâm tạ. Nghe thanh niên áo xanh nói thế, mí mắt nam tử lông mi dài co giật, hắn do dự một lát, chung quy vẫn cất quyển trục đi, huyền kỹ huyền giai thượng phẩm, đối mặt với mê hoặc như thế, hắn từ chối không được, phải biết, huyền kỹ tốt nhất của hắn cũng chỉ là huyền giai thượng phẩm, hơn nữa còn là thân pháp, không phải huyền kỹ công kích. Nhìn thấy nam tử lông mi dài nhận lấy quyển trục, ba người Lý gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có mười mấy người này ở đây, cho dù đối phương là đệ tử kiếm tông thì làm sao? Còn có thể nghịch thiên hay sao? Nghĩ tới đây, thanh niên áo xanh khiêu khích nhìn Dương Diệp một chút. Nhìn hành động của nam tử lông mi dài và thanh niên áo xanh, Dương Diệp cười cợt, nhìn nam tử lông mi dài và nói. Xem ra ngươi muốn bảo vệ ba người bọn họ. Nam tử lông mi dài trầm giọng nói. Mọi người đều là nhân loại, không biết huynh đệ có thể cho ta mặt mũi hay không, buông tha ba người bọn họ. Nếu như có thể, hắn vẫn không muốn đắc tội một đệ tử kiếm tông. Nghe vậy, Dương Diệp nói. Nếu như không thể thì sao? Đùa giỡn, buông tha đối phương. Đối với kẻ địch, Dương Diệp luôn thờ phụng chân lý nhổ cỏ tận gốc. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt của nam tử lông mi dài trở nên âm trầm, không để ý tới Dương Diệp, hắn xoay người rời đi, mọi người bên cạnh cũng vội vàng đuổi theo. Mà thanh niên áo xanh lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Dương Diệp một chút. Nam tử lông mi dài đi mấy bước, một tên nam tử bên cạnh đột nhiên nói. Vĩnh Hưng đại ca, hắn là đệ tử kiếm tông, lần này chúng ta đã đắc tội hắn ác như thế, hắn nhất định ghi hận trong lòng, hiện tại chúng ta nhiều người, hắn nhất định không dám động thủ, thế nhưng ngày sau hắn và những đệ tử kiếm tông khác tập hợp, người nói hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Còn nữa, hắn là đệ tử kiếm tông, trên người nhất định có nội đan huyền thú vương giai, thậm chí nói không chắc còn có kiếm kỹ và công pháp của kiếm tông, hiện tại hắn lạc đàn, chúng ta nên. Nói đến đây, trong mắt nam tử này bắn ra sát cơ hung ác. Nghe vậy, nam tử lông mi dài dừng bước, không suy nghĩ bao lâu, trong mắt của hắn bắn ra sát cơ, hắn nghiêng đầu và gật đầu với nam tử rơ kia, sau đó quát lớn. Động thủ! Dứt lời, đột nhiên hắn xoay người, thân hình hơi động và lao thẳng về phía Dương Diệp. Kỳ thực hắn lúc trước cũng có ý niệm này, nhưng hắn cũng đè ép ý niệm này xuống, dù sao kiếm tông không phải là thế lực hắn có thể trêu chọc. Thế nhưng bây giờ nghe nam tử nói như vậy, hắn quyết định mạo hiểm một lần, việc này gọi là cầu dầu sang từ trong nguy hiểm. Lại nói, vừa rồi đắc tội đối phương hung ác như vậy, hắn nên chém tận giết tuyệt cho thỏa đáng. Nhóm người chung quanh nam tử Vĩnh Hưng đã hiểu ngầm với nhau, vào thời khắc Vĩnh Hưng lên tiếng, mọi người chỉ hơi ngây người, sau đó cả đám phục hồi tinh thần lại, lúc này tất cả mọi người đều rút vũ khí lao thẳng về phía Dương Diệp. Thế đạo hiện tại, có rất nhiều lúc không cần giảng đạo nghĩa và đúng sai, có thực lực, người sai cũng thành đúng, không có thực lực, người đúng cũng thành sai. Vì lẽ đó, tại Nam Vực, giết người đoạt bảo là một chuyện phi thường bình thường. Thời điểm thanh niên áo xanh khiêu khích Dương Diệp bị người này làm sững sờ, thì ra trên đời thật sự có biện pháp chơi như vậy. Ngay khi hắn chuẩn bị trực tiếp động thủ, hắn không nghĩ tới mười mấy người trước mắt lại động thủ với hắn trước tiên. Nhìn mười mấy người kia xông tới, Dương Diệp lắc lắc đầu, nói thầm chính mình vẫn quá nhân từ, vừa bắt đầu đã phí lời với đối phương làm cái gì. Trực tiếp động thủ giết là xong rồi. Vung tay phải lên, ba đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện giữa sân, đi ra chính là Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân, còn có Tiểu Hổ bị Tiểu Gia Hỏa thu phục. Hiện tại, bên phía Dương Diệp có thêm vào Tiểu Gia Hỏa, cũng đã có 7 con huyền thú vương giai, 7 con huyền thú vương giai. Có 7 con huyền thú vương giai này ở đây, cho dù gặp cường giả linh giả cảnh, Dương Diệp cũng có lòng tin đánh một trận. Lúc Tiểu Hôi và Tiểu Ngân xuất hiện trong sân, đám người do Vĩnh Hưng cầm đầu đều biến sắc, trong mắt hiện ra thần thái kinh hãi gần chết. Lần này Dương Diệp cũng không phí lời, hắn phất tay cho đám huyền thú vương giai xông lên tàn sát đối phương, Tử Điêu đã xông lên phía trước một bước, nó vung chảo nhỏ lên. Một tia sáng tím không có dấu hiệu báo trước đã xuất hiện trước mặt đám cường giả tiên thiên như Vĩnh Hưng, cũng đánh tất cả thành mảnh vỡ. Nhìn thấy Tử Điêu xuất chảo, những huyền thú kia như đang ăn phải thuốc kích thích, chúng cùng nhau ngửa đầu gào thét,
sau đó giống như nổi điên lao vào đám người Vĩnh Hưng. Vị huynh đệ kiếm tông này, là hiểu lầm, là hiểu lầm. Vào lúc này, đột nhiên Vĩnh Hưng dừng bước, thất thanh nói. Là hiểu lầm, ta đồng ý giao ba người Lý Gia Gia, ta đồng ý. Hiện tại ta không cần các ngươi đồng ý. Dương Diệp lắc lắc đầu, sau đó thân hình hắn hơi động và lao theo đám huyền thú tấn công đối phương. Lúc này Dương Diệp cũng hiểu rõ một đạo lý, trong thế giới này, rất nhiều lúc thật sự không thể nói nhân nghĩa đạo đức, bởi vì ở trước mặt lợi ích, đối thủ sẽ không bao giờ nói thứ này với ngươi làm gì. Trong thế giới cương giả vi tôn, ngươi nên tàng nhẫn một chút mới thỏa đáng. Thấy đàm phán không thích hợp, Vĩnh Hưng lập tức quát to. Tách ra trốn. Dứt lời, cả đám người bỏ chạy ra mọi hướng. Lúc này mọi người không cần hắn nhắc nhở, bởi vì khi bảy con huyền thú vương giai xông tới trước mặt, không chạy, chẳng lẽ muốn chờ chết sao? Lúc này mọi người, bao quát cả Vĩnh Hưng đều không suy nghĩ vì sao ba con huyền thú lại đột nhiên xuất hiện ở đây, vì cái gì vị đệ tử kiếm tông này lại có thể chỉ huy huyền thú, vào thời điểm tính mạng bị uy hiếp như thế, ai có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề như thế, so với nghĩ những thứ này, còn không bằng chạy nhanh lên một chút. Chỉ có một biện pháp là tách ra trốn, đây là biện pháp không tệ, nếu như không có tiểu gia hỏa ở đây, những người này thật sự có thể chạy một ít, dù sao Dương Diệp không am hiểu nhất chính là tốc độ, mà có tiểu gia hỏa ở đây. Trên bả vai của Dương Diệp, hai mắt tử điêu xoay vòng một vòng, nó nhìn thấy ai chạy nhanh nhất liền vung tiểu trảo, một tia sáng tím không chút dấu hiệu đánh lên người của đối phương. Bảy con huyền thú vương giai, thêm vào Dương Diệp, đây là một trận giết chóc kinh khủng. Không tới một phút sau, hơn 10 tên thiên tài tiên thiên cảnh chỉ còn lại 3 người Lý Gia mà thôi. Một chiêu kiếm đánh bay đầu Vĩnh Hưng, Dương Diệp quay đầu nhìn sang 3 người Lý Gia bị huyền thú vây quanh. Ba huynh muội Lý Gia nhìn sang Dương Diệp, trong mắt khiếp sợ và sợ hãi không hề che giấu chút nào, đây chính là huyền thú vương giai đấy, có huyền thú vương giai, đệ tử kiếm tông này có thể chỉ huy huyền thú. Tại sao lại như vậy? Ngươi, thanh niên áo xanh nhìn Dương Diệp. Hắn khó tin nói. Tại sao ngươi có thể chỉ huy huyền thú vương giai, ngươi là người nào? Dương Diệp không nói nhảm, hắn gật đầu với đám huyền thú vương giai, vài con huyền thú vương giai hiểu ý và xông lên. Lúc chiến đấu lại phí lời cùng đối thủ, theo Dương Diệp thấy đó là hành vi não tàn, rất nhiều lúc cũng bởi vì phí lời với đối phương mới có nhiều biến cố bất ngờ xảy ra. Rất nhanh, ba huynh muội Lý Gia không còn hài cốt, nơi này chỉ còn lại vết máu. Dương Diệp thu nhẫn của đám người này và cất đi, nhìn lướt qua, khóe môi của hắn hơi cong lên, cũng không tệ lắm, lần này thu hoạch 8 viên nội đan huyền thú vương giai, trong đó có mấy ngàn viên năng lượng thạch, còn có đồ vật khác, hắn thật sự không đặt vào trong mắt. Đang lúc này, đột nhiên tử điêu vỗ vỗ đầu Dương Diệp, sau đó tiểu trảo chỉ sang 4 con huyền thú vương giai bên cạnh, tiếp theo nó lại vung vẩy tiểu trảo. Một lát sau, Dương Diệp cười khổ, nói. Tiểu gia hỏa. Chúng ta không thể thu nhiều như thế, tuy bốn chúng nó không tệ, thế nhưng chúng còn kém hơn tiểu hôi, tiểu ngân và tiểu hổ một chút, chúng ta thả chúng nó đi, không bắt chúng nó có được hay không? Hống! Dương Diệp vừa nói xong, 4 con liệp ảnh báo nhất thời giận dữ gầm thét, sau khi ngửa đầu gào lên một tiếng, chúng rất tức giận Dương Diệp, dường như sau một khắc sẽ trực tiếp xông lên cắn xé Dương Diệp. Nhìn thấy 4 con liệp ảnh báo hành động như thế, tiểu hôi cùng tiểu ngân đều lắc đầu. Trong mắt lộ ra vẻ thương hại. Quả nhiên, 4 con liệp ảnh báo vừa mới giống lên, một luồng áp lực vô hình bao phủ thân thể của chúng, làm cho 4 con liệp ảnh báo đều run rẩy bò lên mặt đất. Thân thể tử điêu biến mất và xuất hiện trên bầu trời trên đầu 4 con liệp ảnh báo, sau đó tiểu trảo dùng sức gõ vào đầu 4 con liệp ảnh báo, sau khi gõ một lát, lần này nó lại về tới bên cạnh Dương Diệp, vẻ mặt tử điêu đầy đáng thương. Thấy thế, Dương Diệp dở khóc dở cười. Hắn làm sao không biết ý đồ của tử điêu chứ, liếc mắt nhìn 4 con liệp ảnh báo đang bò trên mặt đất, Dương Diệp thấp giọng nói. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp mau chóng gia tăng thực lực mới được. Lần trước hắn tăng lên tới tiên thiên cảnh, vòng xoáy trong cơ thể hắn đã sinh ra biến hóa long trời lở đất, nếu như hắn tăng lên tới vương giả cảnh, như vậy vòng xoáy nhỏ kia sẽ biến hóa lớn tới cỡ nào. Huyền khí của hắn cũng biến thành màu sắc gì. Thật sự làm người ta mong chờ. Lắc lắc đầu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này sắc trời dần tối lại, nơi này chính là thiên hạ của huyền thú, nhưng may mắn hắn có 7 con huyền thú vương giai cùng tiểu gia hỏa ở đây,
đặc biệt là có tiểu gia hỏa, bởi vì có sự tồn tại của tiểu gia hỏa, không có bất cứ con huyền thú nào trong thập vạn đại sơn dám chủ động trêu chọc hắn. Nhìn hướng nam một chút, Dương Diệp do dự, chung quy vẫn không có lựa chọn rời đi. Tuy rằng đã đáp ứng Tô Thanh Thi, đủ khả năng tình huống dưới chăm sóc cho kiếm tông đệ tử, thế nhưng, hắn có thể không đáp ứng phải cho những kiếm tông đó đệ tử làm bảo mẫu, nếu tới tham gia Thanh Vân Bảng, vậy thì sinh tử nghe theo mệnh trời. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không có tình cảm gì với đệ tử kiếm tông, Mộ Dung Yêu cũng còn tốt, đối phương có năng lực tự vệ, hắn không có gì đáng lo lắng, còn những người khác. Vung tay phải lên, cũng thu 7 con huyền thú vào trong vòng xoáy, thân hình Dương Diệp hơi động, hắn đi tới trước một gốc cây đại thụ, thả người nhảy một cái và tiến vào trong táng cây rậm rạp, lợi dụng lá cây cùng thân cây che giấu chính mình, sau đó lấy ra mấy viên năng lượng thạch và bắt đầu hấp thu. Ngày hôm nay anh đã đại chiến mấy lần, huyền khí trong cơ thể tiêu hao không ít, tuy rằng hắn không sợ huyền thú bên trong thập vạn đại sơn, thế nhưng hắn nên cẩn thận mới tốt. Dù sao bên trong thập vạn đại sơn, nguy hiểm nhất không phải là huyền thú, mà là nhân loại, đặc biệt là quỷ tông cùng nguyên môn, còn những yêu nghiệt của thế lực khác. Hắn đã lĩnh hội thực lực của Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, mà đệ tử của nguyên môn, còn có Học viện Hoàng gia Đại Tần Đế Quốc có tiếng tăm lớn hơn cả Bách Hoa Cung. Hắn còn chưa thấy thực lực người ta, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái cảnh giác cao độ bất cứ lúc nào. Thanh Vân Bảng, việc này có quan hệ tới an nguy của mẫu thân, hắn phải cẩn thận một chút, không thể có một chút bất cẩn nào. Màn đêm lặng lẽ giáng lâm, trên bầu trời không có một ánh sao nào, toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch đều bị màn đêm bao phủ. Gào gừ. Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang dội bao phủ Thanh Vân Sơn Mạch, từ khi tiếng kêu gào này vang lên, chợt. Từng tiếng kêu gào vang vọng không ngừng, tiếng kêu vang vọng liên tiếp bên trong Thanh Vân Sơn Mạch. Tuy rằng đôi mắt huyền giả nhân loại có thể thấy rõ màn đêm, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, ở trong đêm tối, huyền thú càng có ưu thế, đặc biệt một ít huyền thú đặc thù, ví dụ như cú đêm mà Dương Diệp đã gặp được trong đáy vực đoạn hồn. Huyền giả nhân loại, ngoại trừ những thiên tài 6 thế lực lớn ra, còn có các huyền giả khác tham gia Thanh Vân Bảng huyền giả đang đối mặt huyền thú vương giai. Có thể nói bọn họ không có chút ưu thế nào, càng không cần nói trong đêm tối. Vì lẽ đó, khi sắc trời bắt đầu tối dần, vô số huyền giả tham gia Thanh Vân Bảng đều tìm kiếm nơi ẩn thân. Trên đại thụ, đột nhiên Dương Diệp mở hai mắt ra, sau một hồi im lặng, hắn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện có 3 người đang lặng lẽ đi về hướng của hắn. Nghiêng đầu nhìn Tử Điêu trên bả vai, phát hiện nó đã ngủ, Dương Diệp lắc đầu và nở nụ cười. Chẳng trách 3 người kia tới gần hắn trăm trượng mà hắn mới phát hiện, thì ra tên tiểu tử này ngủ. Do dự một chút, Dương Diệp quyết định không thèm quan tâm 3 người này, chỉ cần đối phương không trêu chọc tới hắn là được. Rất nhanh, 3 người đi tới dưới gốc đại thụ của Dương Diệp, sau khi im lặng một hồi, Dương Diệp nghe được một giọng nam trong đó nói. Hai vị huynh đệ, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại nơi này, chỉ cần chúng ta không làm ra động tĩnh lớn. Có lẽ sẽ không hấp dẫn huyền thú vương giai. Một người trong đó cau mày nói. Hoàng Thanh huynh đệ, ta luôn cảm thấy nơi này có gì đó không đúng, nếu không chúng ta nên đi sang nơi khác đi. Nam tử tên là Hoàng Thanh lắc lắc đầu, nói. Thanh Hải huynh đệ, Thanh Vân Sơn Mạch khắp nơi đều không đúng, ta nhìn thấy nơi này ẩn thân không tệ, ngươi xem chung quanh đi, ngoại trừ gốc đại thụ này ra, tất cả đều nhìn có thể thấy ngay. Cho dù phát hiện huyền thú vương giai, chúng ta cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi. Nói đến đây, Hoàng Thanh nhìn sang nữ tử duy nhất trong nhóm, nói. Hải Tuyết sư muội, người cảm thấy thế nào? Nữ tử tên là Hải Tuyết trầm ngâm một hồi, sau đó nàng gật đầu, nói. Dựa theo lời Hoàng Huynh nói đi. Nghe vậy, Hoàng Thanh cười cợt, nói. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây một đêm. Chờ hừng đông ngày mai sẽ đi tìm nhiều bằng hữu tán tu hơn nữa. Những huyền thú vương giai kia thực sự quá mạnh, chúng ta chỉ có 3 người, nếu như gặp phải một con hai con còn có biện pháp ứng phó, thế nhưng nếu như gặp phải huyền thú kết bè kết lũ, như vậy chúng ta chỉ có thể trốn mà thôi. Nói xong, hắn thả người nhảy một cái, cũng nhảy tới cành cây phía dưới Dương Diệp, sau đó, nữ tử và nam tử kia cũng nhảy lên cây, lợi dụng cành cây và thân cây ẩn giấu thân thể. 3 người vừa nhảy lên cây, mí mắt của Dương Diệp co giật, bởi vì 3 người này nhảy cao hơn một chút, có lẽ đêm nay sẽ thấy máu. Sau khi nhảy lên cành cây, tên nam tử Hoàng Thanh nói. Dĩ vãng huyền thú sẽ không kết bè kết lũ với nhau,
không biết vì sao Thanh Vân bảng khóa này, những huyền thú vương giai kia lại biết kết bè kết lũ, thậm chí rất nhiều huyền thú vương giai còn đoàn kết hơn nhân loại chúng ta. Nếu như những huyền thú vương giai trong thập vạn đại sơn đều đoàn kết lại, như vậy chúng ta tham gia Thanh Vân bảng khóa này sẽ lâm vào nguy hiểm. Hoàng Thanh gật gật đầu, nói. Việc này vượt qua dự liệu của chúng ta, mấy lần Thanh Vân bảng trước kia, huyền thú vương giai không chỉ không đoàn kết, ngược lại còn có ra tay với nhau. Thế nhưng lần này, chúng ta lại nhìn thấy huyền thú vương giai trên cơ bản đều kết đội, có rất ít lạc đàn, việc này rất không tầm thường. Hay là bên trong những huyền thú vương giai kia xuất hiện một đầu lĩnh? Lúc này, nữ tử Hải Tuyết đột nhiên nói. Nghe vậy, gương mặt của Hoàng Thanh cùng Thanh Hải biến sắc, Hoàng Thanh nói. Làm sao có khả năng, huyền thú vương giai đều là huyền thú cực kỳ kiêu ngạo, trừ phi đối mặt với huyền thú linh giai, không phải vậy chúng nó không thể cúi đầu với huyền thú vương giai cùng cấp. Thanh Hải cũng đồng ý nói. Hoàng huynh nói có lý, muốn huyền thú nghe lệnh một con huyền thú vương giai khác, cho dù con huyền thú vương giai này là hoàng tộc của huyền thú đế quốc cũng không có khả năng lắm. Nữ tử tên là Hải Tuyết nhìn sang hai người một chút, nói. Làm sao không thể nào? Nhân tộc chúng ta có siêu cấp yêu nghiệt như Nguyên Huyền, tại sao huyền thú đế quốc không thể xuất hiện siêu cấp yêu nghiệt hay sao? Các ngươi cứ nghĩ một hồi, nếu như Nguyên Huyền đồng ý hiệu triệu huyền giả tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch lần này, sẽ có bao nhiêu huyền giả đi theo tùy tùng? Nhưng huyền thú vương giai đều là gia hỏa cực kỳ kiêu ngạo a. Hoàng Thanh phản bác. Trong đêm tối, sắc mặt Hải Tuyết nghiêm túc, nói. Chính bởi vì như vậy, lúc này mới tăng thêm sự khủng hoảng. Con huyền thú siêu cấp yêu nghiệt kia khủng bố đến mức nào mới có thể làm cho đám huyền thú vương giai kiêu ngạo nguyện ý nghe theo lệnh của nó. Hiện trường lâm vào yên tĩnh, còn yên tĩnh hơn cả bóng tối. Một lúc lâu sau, Hải Tuyết tiếp tục nói. Nghe nói lần này hoàng tộc huyền thú đế quốc Hoàng Kim bị Mông Bộ tộc, Viên Nhân Kim Cương, Thôn Thiên Cự Mãng, còn có Khiếu Thiên Ma Lang nắm giữ huyết thống thần thú trong truyền thuyết cũng phái tinh anh trong tộc tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch. Các ngươi chưa từng nghe bốn bộ tộc này, thế nhưng các ngươi chỉ cần biết rằng thực lực của chúng nó không kém gì sáu thế lực lớn Nam Vực là được. Không kém sáu thế lực lớn Nam Vực. Nghe được câu này, Hoàng Thanh cùng Thanh Hải biến sắc mặt, vẻ mặt của nữ tử cũng biến thành nghiêm túc. Không kém sáu thế lực lớn Nam Vực, đó là khái niệm gì? Nói đơn giản, ngoại trừ đệ tử thiên tài sáu thế lực lớn ra, các tán tu, ví dụ ba người bọn họ gặp phải người của những bộ tộc này. Quá nửa là thập tử vô sinh. Hải Tuyết, cái bốn bộ tộc huyền thú kia thật sự kinh khủng như vậy. Hoàng Thanh trầm giọng hỏi. Hải Tuyết gật gật đầu, nói. Ta từng rèn luyện trong thập vạn đại sơn, ta may mắn gặp Viên Nhân Kim Cương, hình thể vô cùng lớn, nó như một ngọn núi nhỏ, hình thể chỉ là phụ, kinh khủng nhất chính là sức mạnh của nó. Ta tận mắt nhìn thấy con Viên Nhân Kim Cương dùng bàn tay khổng lồ xuất một chưởng đánh nát một ngọn núi cao 10 trượng. Rộng 5, 6 trượng thành mảnh nhỏ, cho dù một ít huyền kỹ huyền giai cao cấp cũng không có uy lực như thế. Mà con Viên Nhân Kim Cương kia chỉ tiện tay vỗ một cái, đồng thời còn chưa tới vương giai. Hoàng Thanh trầm giọng nói. Nếu như những con huyền kia bị bốn bộ tộc huyền thú kia thống trị, vậy còn được, mà nếu như không phải. Hoàng Thanh không tiếp tục nói nữa, nhưng mà Hải Tuyết cùng Thanh Hải càng nghiêm túc. Nếu như đột nhiên xuất hiện một con huyền thú còn mạnh hơn cả huyền thú còn mạnh hơn thiên tài sáu thế lực lớn Nam Vực, như vậy con huyền thú kia phải khủng bố bao nhiêu mới có thể làm cho tinh anh bốn bộ tộc huyền thú kia cúi đầu xưng thần. Trên cây, sắc mặt Dương Diệp cũng biến thành nghiêm túc, cho tới nay, hắn tiến vào trong thập vạn đại sơn, đối mặt huyền thú, trên cơ bản chưa từng ôm tâm thái kinh thường, bởi vì có tiểu gia hỏa. Thế nhưng bây giờ nghe thấy lời của nữ tử Hải Tuyết kia nói, hắn cảm thấy... Việc này sợ rằng không đơn giản như vậy. Tuy tiểu gia hỏa rất lợi hại, nhưng còn chưa tới mức vô địch. Nhưng như vậy cũng còn tốt, ngoại trừ tiểu gia hỏa ra, hắn còn có 7 tên to xác và hắn, tổ hợp bọn họ hoàn toàn không sợ huyền thú yêu nghiệt. Kỳ thực trừ tiểu gia hỏa và 7 tên to xác ra, Dương Diệp cũng không có nửa điểm sợ hãi, cho tới nay, hắn đều khát vọng đánh toàn lực một trận. Lúc chiến đấu với Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, hắn vẫn chưa sử dụng toàn lực. Điều này làm cho nội tâm của hắn không cam lòng. Nhưng không có chuyện gì, hắn còn biết nguyên môn, hoặc là đánh một trận với huyền thú yêu nghiệt. Bởi vì mục tiêu của Dương Diệp hắn là số 1 Thanh Vân bảng, nếu là số 1, vậy thì Dương Diệp nhất định phải dẫm lên vô số thiên tài yêu nghiệt để đi tới. Chuyện này, hắn không có lựa chọn nào khác,
bởi vì quan hệ đến mẫu thân hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, đột nhiên, hắn nói thầm gay gâu, quả nhiên, ngay khi hắn hít sâu một hơi, ba người dưới hắn đã phát hiện, sau đó ba đạo kình khí bị hắn đánh tan nhanh chóng. Bành! Khí kình của ba người bị Dương Diệp đánh tan trong nháy mắt. Rơi trên mặt đất, Dương Diệp dùng vẻ mặt đề phòng nhìn ba người, huyền khí trong người Hoàng Thanh cùng Thanh Hải phun trào, dường như sau một khắc sẽ ra tay, nhưng vừa nghĩ tới Dương Diệp lúc trước đánh ra một kiếm nhẹ nhàng như gió đã phá giải công kích của bọn họ, sắc mặt hai người thay đổi thành cực kỳ nghiêm túc, cũng không dám tùy tiện ra tay, một chiêu kiếm vừa rồi quá mức sắc bén. Ngươi là đệ tử kiếm tông Dương Diệp. Đúng vào lúc này, Hải Tuyết hơi kinh ngạc nói. Nghe vậy, sắc mặt đám người Hoàng Thanh cùng Thanh Hải thay đổi lần thứ hai, đương nhiên bọn họ đã nghe qua tên của Dương Diệp, đó chính là thiên tài yêu nghiệt tiên thiên cảnh chém giết vương giả cảnh, lại từng giao thủ với linh giả cảnh. Dương Diệp hơi bất ngờ, nhìn về phía Hải Tuyết, nói. Ngươi biết ta? Hải Tuyết gật gật đầu, nói. Tại cửa vào đế đô, ta đã thấy ngươi giao thủ với cường giả vương giả cảnh kia. Thì ra là như vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Lúc trước nghe ngươi nói huyền thú đế quốc có bộ tộc huyền thú không thua gì sáu thế lực lớn nam vực, ngươi có biết tình huống cặn kẽ hay không? Hải Tuyết trầm ngâm một hồi, nói. Nói rõ ràng tỉ mỉ cho ta nghe, ngươi cũng biết, huyền thú cấm chỉ nhân loại bước vào khu vực trung tâm của chúng. Nhưng có một việc ta có thể xác định, đó chính là bốn đại bộ tộc huyền thú rất khủng bố, cho dù chưa trở thành vương giai đều rất khủng bố. Nói đến đây, Hải Tuyết dừng một chút. Sau đó nhìn phía Dương Diệp, nói. Đương nhiên khủng bố chỉ là đối với chúng ta. Dương Diệp cười cợt, hắn không dây dưa vấn đề này, ánh mắt nhìn sang hai người kia vẫn đang phòng bị, nói. Ta không có ác ý với các ngươi. Nói xong, Dương Diệp không quản ba người, hắn thả người nhảy lên gốc cây, tiếp tục bắt đầu hấp thu năng lượng thạch. Thấy Dương Diệp làm thế, ba người nhìn nhau một chút, ba người do dự vẫn lựa chọn đi sang nơi khác. Đi tìm nơi khác ẩn thân. Tại Thập Vạn Đại Sơn không có nhân nghĩa đạo đức gì cả, thực lực Dương Diệp cường hãn như vậy, bây giờ không có ác ý với bọn họ, nhưng ai dám cam đoan Dương Diệp luôn không có ác ý với bọn họ. Ngược lại mặc kệ như thế nào, vì lý do an toàn, bọn họ đều không muốn ở cùng với người có thực lực quá mạnh. Đối với việc lựa chọn của ba người, Dương Diệp không có phản ứng gì, tiếp tục chuyên tâm hấp thu linh khí trong năng lượng thạch. Thời gian không ngừng trôi qua, sắp tới đêm khuya, trong Thanh Vân Sơn mạch yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có tiếng huyền thú giống lên đầy giận dữ, mỗi khi truyền ra tiếng huyền thú giống lên giận dữ liền đại biểu có huyền giả nhân loại bị huyền thú phát hiện. Trong đêm đen bị huyền thú phát hiện, ngoại trừ những yêu nghiệt sáu thế lực lớn và đại tần đế quốc gia, cực ít người có thể sống sót. Nhưng những việc này không phải chuyện của Dương Diệp, lúc này Dương Diệp đang cố gắng hấp thu năng lượng thạch, từng khối năng lượng thạch bị hấp thu biến thành bột phấn. Tờ mờ sáng ngày thứ hai, Dương Diệp đã tỉnh lại, vào lúc hắn mở hai mắt ra, một tia sáng vui mừng xuất hiện, bởi vì hắn phát hiện, hắn đã đạt tới tiên thiên tam phẩm rồi. Cho tới nay, hắn luôn cố gắng gia tăng và thân thể cùng lúc, hắn lại rất ít gia tăng cảnh giới bản thân, vì lẽ đó đến tối hôm nay mới thôi, hắn vẫn chỉ là tiên thiên nhị phẩm, nhưng hắn không nghĩ tới, hấp thu năng lượng thạch một đêm, cảnh giới của hắn lại tăng lên một phẩm, đối với Dương Diệp mà nói. Việc này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao ở bên trong Thanh Vân Sơn mạch này, có thêm một phần thực lực là có thêm một phần bảo đảm. Lại nghĩ tới việc gì đó, đôi mắt của Dương Diệp khép hờ lại, hắn vội vã kiểm tra thế giới vòng xoáy trong cơ thể một hồi, đúng như hắn sở liệu, vào lúc hắn trở thành tiên thiên tam phẩm thì vòng xoay trong cơ thể lại tăng lên một chút. Nhìn thấy sự biến hóa này, Dương Diệp càng tươi cười vui vẻ. Tuy rằng không biết lai lịch của vòng xoáy nhỏ này là như thế nào, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, vòng xoáy nhỏ này tuyệt đối là thứ rất châu bò, tuy rằng hắn không biết tác dụng chân chính của vòng xoáy là gì, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, tác dụng của vòng xoáy chắc chắn rất nghịch thiên. Lắc lắc đầu, Dương Diệp không có suy nghĩ cái vấn đề này, hắn quay đầu nhìn Tử Điêu vẫn đang ngủ trên bả vai một chút, Dương Diệp cười một tiếng, cũng ôm Tử Điêu vào trong lòng, sau đó hắn lập tức lao thẳng về hướng nam. Nhưng mà còn đi không bao lâu, Dương Diệp đã ngừng lại lần thứ hai, bởi vì cách anh ta không xa là một lòng núi, ba người đang vây công một con huyền thú vương giai, ba người này không phải người khác, chính là ba người xảy ra chút ma sát nhỏ với hắn vào tối hôm qua.
Dương Diệp cũng nhận ra con huyền thú vương giai mà ba người vây công, bởi vì hắn đã từng gặp qua con huyền thú này rồi, đó là liệt diễm sư, chỉ có điều con liệt diễm sư này là vương giai. Thực lực của ba người không tệ, theo đạo lý mà nói, ba người vây công một con huyền thú vương giai sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng làm cho Dương Diệp bất ngờ chính là, chiến đấu xa xa không chỉ có huyền thú vương giai, mà là con liệt diễm sư đang đè đánh ba người. Phát hiện tình huống như thế, Dương Diệp cũng sinh ra một chút hứng thú, đối với huyền thú vương giai cường hãn, hắn vẫn có chút hứng thú, bởi vì đại biểu cho nó chính là tay chân siêu cấp của hắn sau này. Nghĩ tới đây, Dương Diệp không có lựa chọn ra tay, hắn ẩn nấp ở một bên và nhìn ba người kia chiến đấu cùng liệt diễm sư. Bành! Hoàng Thanh xuất trưởng đánh vào đầu liệt diễm sư, nhưng mà liệt diễm sư không có vấn đề gì, ngược lại, hắn bị đánh bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt hai người Hải Tuyết cùng Thanh Hải biến đổi, thực lực cùng thân thể phòng ngự của con huyền thú vương giai này quá mức khủng bố. Hoàng Thanh bị chấn động bay ngược ra phía sau cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bọn họ cũng biết lực phòng ngự mạnh mẽ của huyền thú vương giai, bởi vì biết nên hắn mới lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bởi vì một trường lúc trước của hắn cũng không có nương tay, huyền thú vương giai chúng bình thường một cái sẽ bị thương, mà con liệt diễm sư trước mắt lại không có chút tổn thương nào. Lúc này hắn vô cùng hối hận, không chỉ có hắn hối hận rồi, Hải Tuyết cùng Thanh Hải cũng hối hận rồi, hối hận lúc trước lại động thủ với con liệt diễm sư lạc đàn này. Thời điểm hừng đông, bọn họ liền đứng dậy hành động, đi tìm những huyền giả tán tu khác, nhưng sau khi đi tới nơi này, bọn họ phát hiện một đàn huyền thú vương giai, nhưng có một con lịa xuất hiện trước mặt ba người, điều này làm cho ba người bọn họ bất ngờ và vui mừng, sau đó ba người phi thường hiểu ngầm và ra tay với con liệt diễm sư này. Nhưng ba người không nghĩ tới, con liệt diễm sư này lại mạnh như thế, mạnh đến mức ba người liên thủ cũng không thể làm gì, không, phải nói ba người liên thủ cũng không phải đối thủ, nếu như không phải ba người bọn họ có hiểu ngầm với nhau, sợ rằng ba người bọn họ đã là thịt trong bụng liệt diễm sư. Đẩy lui Hoàng Thanh, liệt diễm sư cũng không có ngừng tay, trái lại nó gầm lên giận dữ, sau đó thả người nhảy một cái, sau đó lao thẳng về hướng Hoàng Thanh bị đánh bay, mà hai chân sau của nó đạp lún cả mặt đất. Nhìn thấy liệt diễm sư tấn công Hoàng Thanh, Thanh Hải cùng Hải Tuyết không chút nghĩ ngợi đã chặn phía trước Hoàng Thanh, sau đó hai người phát động huyền kỹ tấn công liệt diễm sư. Hiện tại ba người là một thể, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau, nếu như Hoàng Thanh chết, hai người bọn họ không có khả năng chống lại liệt diễm sư. Sau khi Hoàng Thanh rơi xuống, hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, trái lại hắn tiến lên trợ giúp Hải cùng Hải Tuyết, tương tự, hắn cũng biết rõ đạo lý này, trong Thanh Vân Sơn mạch này. Nếu bị một con huyền thú vương giai đuổi theo không bỏ, hắn chết chắc rồi. Nếu như vậy, vậy còn không như ba người liên thủ đánh toàn lực, như vậy còn có một ít cơ hội. Nhìn giữa trường ác chiến, Dương Diệp đứng bên cạnh khẽ gật đầu, không thể không nói, thực lực con liệt diễm sư trước mặt rất tốt. Bởi vì nếu như đổi thành Tiểu Ngân và Tiểu Hôi, chỉ sợ lúc này đã chết dưới tay ba người kia. Nhưng mà con liệt diễm sư này không chỉ không có chịu nửa điểm thương tổn, trái lại còn đè đánh ba người. Theo Dương Diệp suy đoán, thực lực con liệt diễm sư sợ rằng không kém gì đại địa hùng vương bước vào nửa bước linh giai, cho dù có khoảng cách cũng không kém là bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Dương Diệp lắc lắc Tử Điêu đang ngủ trên vai, bị Dương Diệp lay động, Tử Điêu phi thường không tình nguyện mở hai mắt ra, Tử Điêu tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là dùng tiểu chảo ra sức lắc lỗ tai của Dương Diệp, Dương Diệp lúc này vội vàng xin lỗi, sau đó chỉ vào liệt diễm sư xa xa. Nhìn thấy liệt diễm sư, hai mắt Tử Điêu còn hơi lim dim mở to, sau đó vội vã chỉ trỏ đầu nhỏ, trên người sinh ra tia sáng tím, tỏ ý muốn thu nó làm tiểu đệ. Dương Diệp vội vàng ôm lấy Tử Điêu đùa giỡn, hắn cũng không muốn thân phận của Tử Điêu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trấn an Tử Điêu một lúc, thân hình Dương Diệp hơi động, hắn xuất hiện ở giữa trường. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện làm cho liệt diễm sư và ba người Hoàng Thanh sững sờ, hai bên đều dừng chiến đấu. Các ngươi đi đi. Dương Diệp liếc mắt nhìn ba người, sau đó lạnh nhạt nói. Nghe vậy, ba người nhìn nhau một chút, do dự một lúc và lộ ra vẻ mặt cảm kích, Hoàng Thanh nói. Dương huynh đệ, tuy rằng thực lực ba người chúng ta không mạnh nhưng vẫn có thể giúp Dương huynh đệ một chút bận bịu, bốn người chúng ta liên thủ với nhau chứ. Hiển nhiên, ba người cho rằng Dương Diệp đến giúp đỡ. Đối với thái độ của ba người, Dương Diệp tương đối hài lòng. Tuy rằng hắn không phải thật tâm đến giúp đỡ, thế nhưng đối phương lại nói sẽ hỗ trợ, hiển nhiên,
ba người không phải loại người vong ân phụ nghĩa, lắc lắc đầu, nói. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, ta có biện pháp của mình. Hoàng Thanh đang chuẩn bị nói gì đó, Hải Tuyết đứng bên cạnh ngăn cản, Hải Tuyết liếc mắt nhìn Liệt Diễm Sư đang đứng yên tĩnh, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Đại ân không quên, ngày sau sẽ báo đáp. Nói xong, nàng kéo hai người đang cảm thấy khó hiểu rời đi thật nhanh. Đúng là nữ tử thông minh. Nhìn thấy ánh mắt cùng cử động của Hải Tuyết, Dương Diệp thấp giọng cảm thán một câu. Vào lúc ba người biến mất ở phương xa, Dương Diệp lúc này mới nhìn sang Liệt Diễm Sư bên cạnh, bộ lông toàn thân Liệt Diễm Sư có màu đỏ rực, hình thể cực kỳ cao to, thậm chí còn lớn hơn cả Tiểu Ngân và Tiểu Hôi. Lúc này Liệt Diễm Sư miệng phun hỏa tinh, hai mắt nhìn chằm chằm vào tử điêu trên bả vai Dương Diệp, bốn chân của nó không ngừng ma sát với mặt đất, làm như muốn tiến lên nhưng cũng không dám. Huyền thú, đặc biệt huyền thú mạnh mẽ, khi chúng nó đối mặt với huyền thú mạnh mẽ hơn, hoặc gặp phải thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, chúng nó đều có bản năng cảm giác được, mà lúc này, con Liệt Diễm Sư cảm nhận được nguy hiểm trên người tử điêu. Dương Diệp nhìn về phía tử điêu, cười cợt, nói. Tiểu gia hỏa, xem ngươi rồi. Tử điêu chỉ trỏ đầu nhỏ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đi tới đỉnh đầu Liệt Diễm Sư, ngay khi tử điêu chuẩn bị bộc phát uy thế, đột nhiên, trước mắt Dương Diệp tối sầm lại, Dương Diệp biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời lúc này có con quái vật lớn khoảng 20 trượng đang bay thẳng về phía tử điêu. Huyền thú phi hành. Thân hình Dương Diệp hơi động, hắn đi tới bên cạnh tử điêu, cũng ôm tử điêu vào lòng, lần thứ hai sử dụng tới tật phong bộ lướt đi vài chục trượng, hắn tỏ rõ vẻ nghiêm túc nhìn về phía huyền thú phi hành cực kỳ to lớn kia. Con huyền thú phi hành cũng không có đuổi bắt Dương Diệp cùng tử điêu, chậm rãi hạ xuống, khi cách mặt đất vài trượng. Dương Diệp mới phát hiện hình dạng của con huyền thú phi hành, hắn nhận ra con huyền thú phi hành kia, là huyền thú phi hành tên là Lôi Điêu trong Thập Vạn Đại Sơn. Lôi Điêu hình thể to lớn, nửa ngày có thể bay hơn 10.000 dặm, nếu như trong khí trời sấm sét, tốc độ của nó càng nhanh hơn, bởi vì nó có thể mượn lực lượng lôi điện. Cho tới sức chiến đấu hơi yếu, nhưng bởi vì có khả năng phi hành. Vì lẽ đó huyền giả nhân loại linh giai trở xuống và huyền thú linh giai không có chút biện pháp nào với nó cả. Đột nhiên, trong mắt Dương Diệp co rụt lại, huyền khí trong cơ thể hắn không tự chủ được vận chuyển cực nhanh, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, trên cái lưng to lớn của Lôi Điêu còn có một thanh niên dáng người khôi ngô đang đứng. Người thanh niên kia mặc áo choàng màu tím, vóc người cao lớn lạ thường, thế nhưng hình dáng cực kỳ tuấn tú, nếu như không nhìn hình thể to lớn. Người khác sẽ cảm thấy hắn tỏa ra khí chất văn nhã như thư sinh. Khi Lôi Điêu đáp xuống đất, Liệt Diễm Sư lập tức nằm sát mặt đất, đương nhiên, không phải đang thần phục con Lôi Điêu kia, nó thần phục thanh niên đứng trên lưng Lôi Điêu. Huyền thú linh giai hóa hình. Thấy cảnh này, trong đầu Dương Diệp sinh ra ý niệm như vậy, thế nhưng hắn nhanh chóng phủ định. Thanh Vân Sơn Mạch không thể xuất hiện huyền thú linh giai, bởi vì cường giả sáu thế lực lớn Nam Vực cũng không phải trang trí. Nếu không phải huyền thú linh giai, người trước mặt là thế nào? Dương Diệp có thể khẳng định một điểm, đối phương tuyệt đối không phải nhân loại. Thanh niên áo bào tím chậm rãi bước ra khỏi người Lôi Điêu, đi tới cách Dương Diệp không xa, thanh niên áo bào tím nhìn Dương Diệp một chút, sau đó không nhìn thẳng Dương Diệp, hắn nhìn vào tử điêu trong lòng Dương Diệp. Khi nhìn thấy tử điêu, trong mắt thanh niên áo bào tím sinh ra thần thái nghiêm túc, hắn há miệng phát ra một đạo sóng âm nói chuyện với tử điêu. Lúc này tử điêu không có nghịch ngợm gây sự, nó nhìn thanh niên áo bào tím, tiểu trảo của tử điêu chỉ vào Liệt Diễm Sư bên cạnh thanh niên, sau đó chỉ Dương Diệp, ý tứ rất rõ ràng. Thanh niên áo bào tím biến sắc, nhìn Dương Diệp một chút, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Thấy thanh niên áo bào tím lắc đầu, đột nhiên tử điêu nổi giận, tiểu trảo vung lên, một tia sáng tím bắn thẳng về phía thanh niên áo tím. Thanh niên áo bào tím biến sắc. Tay phải nắm lại và đánh thẳng vào tia sáng tím của tử điêu. Bành! Tia sáng tím biến mất. Tử điêu nổi giận, thân hình bay lên bầu trời, một luồng áp lực vô hình bao phủ thanh niên áo bào tím và hai con huyền thú phía dưới. Khi cảm nhận được luồng áp lực này, trong mắt thanh niên áo bào tím co rụt lại, không kìm lòng được lui về phía sau vài tiếng, hắn hét to một tiếng, tay phải của thanh niên áo bào tím đặt ngang vai. Ngay sau đó hai tay xoay tròn và một luồng khí thế kinh khủng dâng trào bao phủ chung quanh, cũng chống lại uy thế đáng sợ của tử điêu. Nhưng mà tử điêu bộc phát uy thế càng ngày càng mạnh, làm cho thanh niên áo bào tím không ngừng lùi lại.
cho tới khi thanh niên áo bào tím lui tới bên cạnh Lôi Điêu và Liệt Diễm Sư, lúc này thân thể hai con huyền thú co rút nằm phủ phục dưới đất, thân thể chúng run rẩy giống như tận thế xuất hiện. Nhìn thấy Tử Điêu cùng thanh niên áo bào tím đã bắt đầu động thủ, đương nhiên Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, chân phải của hắn đạp một cái, thân hình lao nhanh về phía thanh niên áo bào tím, khi đi tới trước người của thanh niên áo bào tím, Dương Diệp không chút do dự rút kiếm ra chém. Nhìn thấy Dương Diệp lao nhanh về phía trước, thanh niên áo bào tím hừ lạnh một tiếng, trong mắt sinh ra một tia khinh bỉ, tay trái nắm lại và quay về đánh thẳng vào Dương Diệp. Cong! Tử Linh kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt, chợt, một luồng lực lượng to lớn truyền từ Tử Linh kiếm lan tới cánh tay của hắn, Dương Diệp cả kinh ngạc vì phòng ngự của thanh niên áo bào tím thật mạnh, bởi vì một kích của hắn lại không có thể đánh tan phòng ngự của đối phương, tuy rằng hắn không có sử dụng toàn lực. Thanh niên áo bào tím kinh ngạc nhìn Dương Diệp một chút, nói. Lực công kích không tồi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói xong, tay trái của hắn hơi co rụt lại, chuẩn bị đánh một đòn vào người Dương Diệp. Nhưng vào lúc này, một tia sáng tím không có dấu hiệu đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tia sáng xuất hiện quá đột ngột làm cho thanh niên áo bào tím biến sắc, công kích này thực sự quá mức quỷ dị, xuất hiện không có nửa điểm dấu hiệu. Bất đắc dĩ, thanh niên áo bào tím thu khí thế vừa rồi trở lại, thân thể của hắn không ngừng lui về phía sau tránh né tia sáng tím. Ngay khi thanh niên áo bào tím vừa lui về phía sau mấy trượng, lại có một tia sáng tím xuất hiện ở trước mặt hắn, lần này, trong mắt thanh niên áo bào tím lộ ra thần thái nghiêm túc và khiếp sợ. Không chỉ có như vậy, một luồng áp lực vô hình càng áp chế thân thể của hắn, tuy rằng luồng áp lực này không đến nổi làm hắn thần phục như hai con huyền thú bên cạnh, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy không khỏe, có cảm giác như bị trói tay trói chân. Lần này thanh niên áo bào tím không hề né tránh, tay phải của hắn đánh về phía trước một cái, hắn đánh nát tia sáng tím, tuy rằng hắn đánh tan tia sáng tím nhưng cũng bị lực trùng kích đẩy lui về phía sau 10 bước, hiển nhiên, lần này tia sáng tím cũng mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Cùng lúc đó, Dương Diệp cũng đi nhanh về phía thanh niên áo bào tím, cũng giống như lúc trước, hắn rút kiếm chém một cái, cũng giống như lần trước. Lần này, hắn ngoại trừ không công kích bất ngờ ra, hắn đã dùng toàn lực tấn công. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện trước mặt lần nữa, thanh niên áo bào tím xem thường hừ lạnh một tiếng, hắn lại xuất quyền tấn công. Bành! Dương Diệp rút lui 6 bước, thanh niên áo bào tím rút lui 3 bước, nhưng mà sắc mặt thanh niên áo bào tím lúc này đã thay đổi, bởi vì trên nắm đấm của hắn xuất hiện vết máu. Thanh niên áo bào tím nhìn về phía Dương Diệp, hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng mà lúc này lại có một tia sáng tím xuất hiện ở trước mặt hắn, không, phải nói có thật nhiều tia sáng. Thanh niên áo bào tím nổi giận, chân phải của hắn đạp mạnh, mặt đất trực tiếp đổ nát, lại dùng thanh niên làm trung tâm, tất cả mặt đất trong phạm vi 10 trượng đều vỡ nát, không chỉ có như vậy, từng vết nứt thô to như cánh tay không ngừng lan ra chung quanh. Thân thể thanh niên mượn lực từ mặt đất bay lên cao, hắn giống như một viên đạn pháo đánh tan tất cả tia sáng tím xuất hiện trước mặt mình. Sau đó tốc độ không giảm lao nhanh về phía Tử Điêu, hiển nhiên, hắn hiện tại cũng biết vấn đề nằm ở nơi nào, nếu như không thể giải quyết tiểu gia hỏa thần bí kia, hắn vĩnh viễn sẽ bị bó tay bó chân. Nhìn thấy thanh niên áo bào tím tấn công Tử Điêu, một Dương Diệp biến sắc, đột nhiên sát ý thoáng hiện trong mắt, hắn không hề nghĩ ngợi đã lao nhanh về phía trước, trường kiếm trong tay bắn tia tia sáng trắng như tuyết và đâm về phía thanh niên áo bào tím. Nhìn thấy thanh niên áo bào tím đi tới trước mặt, Tử Điêu trừng mắt nhìn, sau đó thân hình lóe lên, nó trực tiếp xuất hiện ở chỗ thanh niên áo bào tím vừa đứng. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt thanh niên áo bào tím co rụt kịch liệt, đây mới thật sự là không gian thuấn di. Thanh niên áo bào tím không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Dương Diệp đã đi tới phía sau hắn, cảm nhận được khí tức của Dương Diệp ở sau lưng, thanh niên áo bào tím lộ ra vẻ mặt giận dữ, hắn quát lớn. Muốn chết! Dứt lời! Thanh niên áo bào tím xoay người, trực tiếp đánh ra một quyền. Lần này, cú đấm của thanh niên áo bào tím còn mạnh hơn mấy quyền trước thật nhiều, bởi vì nắm đấm của thanh niên áo bào tím đi qua nơi nào, không khí nơi đó đều bị rút khô, một bức tường không khí xuất hiện trước mặt thanh niên áo bào tím. Cảm nhận được uy thế từ cú đấm của thanh niên áo bào tím, Dương Diệp hơi thay đổi sắc mặt, chợt ánh mắt của hắn bắn ra tia sáng tàn nhẫn, huyền khí trong cơ thể hắn không ngừng rót vào trong Tử Linh kiếm. Được huyền khí màu vàng gia trì, Tử Linh kiếm trên người hắn dần dần tỏa ra ánh kim chói mắt,
hắn hét to một tiếng, Dương Diệp cũng tàn nhẫn đâm mạnh vào nắm đấm của thanh niên áo bào tím. Bành! Nắm đấm va chạm mạnh với thanh kiếm, một luồng sóng khí bộc phát dữ dội, hai người bị sóng khí đẩy lui ra phía sau, mà thanh niên áo bào tím không ngừng lùi lại vài bước, mấy tia sáng tím không chút dấu hiệu đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, thanh niên áo bào tím mỉm cười, lần này bị đánh quá oan ức, mặc dù tia sáng tím không tạo thành thương tổn chí mạng lên hắn, thế nhưng phiền phức và quỷ dị, hơn nữa uy lực cũng cực mạnh, cho dù với cường độ thân thể của hắn, khi thừa nhận cũng không dễ chịu gì. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là phiền phức, hơn nữa đối với tiểu gia hỏa thần bí kia, hắn quả thực không nói được gì, bởi vì hắn căn bản không có biện pháp ứng phó, tiểu gia hỏa kia không chỉ có tia sáng tím thần bí, thuấn di thần bí, còn có uy thế vô hình đáng sợ, đừng nói bên cạnh còn có một nhân loại, hắn cũng không muốn đấu với tiểu gia hỏa màu tím kia. Tại sao? Bởi vì chỉ có thể chịu đòn. Một quyền đánh nát tia sáng tím, thanh niên áo bào tím vội vàng nói. Dừng tay. Tử Điêu cũng mặc kệ, nó đang chuẩn bị còn vung vẩy tiểu chảo, nhưng lại bị Dương Diệp ngăn cản. Tử Điêu tàn nhẫn trừng mắt nhìn thanh niên áo bào tím một chút, sau đó thân hình lóe lên, nó đi tới trước mặt Lôi Điêu và Liệt Diễm Sư đang nằm dưới đất, cũng mặc kệ hai con huyền thú có đồng ý hay không, tiểu chảo vung lên, một tia sáng tím bao phủ hai con quái vật khổng lồ, cũng thu hai gia hỏa to xác này vào trong vòng xoáy đan điền của Dương Diệp. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp dở khóc dở cười, mà thanh niên áo bào tím bên cạnh khiếp sợ, tại sao hai con huyền thú vương giai lại biến mất. Thanh niên áo bào tím nhìn Tử Điêu một chút, lại nhìn sang phía Dương Diệp, sau đó nói. Nó rất thần bí, ta ở huyền thú đế quốc chưa từng gặp qua huyền thú tộc nào như nó, thế nhưng uy thế huyết thống của nó thật đáng sợ, loại uy thế huyết thống này còn cường đại hơn cả khiếu thiên ma lang có huyết thống thần thú, nhân loại, nói cho ta biết nó có lai lịch gì. Nghe đồn chỉ có huyền thú linh giai mới có thể hóa hình, ngươi không có đến linh giai, nhưng đã có thể hóa hình, đây là tại sao? Dương Diệp hỏi ngược lại. Thanh niên áo bào tím tức giận, trầm giọng nói. Nhân loại, là ta đang hỏi ngươi. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, cổ tay hơi động, tử linh kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, nói. Đừng dùng loại ngữ khí chất vấn này, ta biết ngươi không ý kỵ chúng ta, nhưng ta cho ngươi biết, chúng ta cũng không ý kỵ ngươi. Nếu như không thể bỏ đi tâm thái khinh người, vậy chúng ta lại chiến đấu một hồi. Chỉ bằng ngươi. Thanh niên áo bào tím khinh thường nói. Nếu như không có ngươi nó trên bả vai của ngươi, ngươi cũng có tư cách khiêu chiến ta. Nhân loại, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi. Ta nói một lần cuối cùng, nói cho ta biết việc ta muốn biết, xem mặt mũi của nó, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy, hừ. Cổ tay của Dương Diệp hơi động. Hắn cất tử linh kiếm đi và vỗ vỗ Tử Điêu, nói. Ngoan, nhìn, đừng hỗ trợ, xem ta trừng trị hắn như thế nào. Nói xong, thân hình Dương Diệp hơi động, hắn lao nhanh về phía tên thanh niên áo bào tím. Đối với thanh niên áo bào tím không nhìn cùng khinh bỉ, Dương Diệp không chút tức giận, bởi vì hắn biết, trong thế giới huyền thú, chỉ có thực lực mới có thể đạt được tôn trọng, không có thực lực, muốn huyền thú tôn trọng ngươi là chuyện không thể nào. Đương nhiên. Hắn chủ động xuất kích, cũng không phải vì đối phương tôn trọng hắn đang muốn biết lực lượng và phòng ngự của mình đạt tới mức nào, còn chênh lệch với yêu nghiệt chân chính trong huyền thú đế quốc bao nhiêu. Dương Diệp không lưu thủ, cũng không dám lưu thủ, huyền khí màu vàng không ngừng lưu chuyển trên người, trên hai cánh tay cũng có tia sáng vàng xuất hiện. Nhìn thấy hành động của Dương Diệp, thanh niên áo bào tím khinh thường hừ lạnh một tiếng, kiếm kỹ của nhân loại trước mắt cũng không tệ lắm, nếu như sử dụng kiếm. Như vậy có thể tạo thành phiền phức cho hắn, thế nhưng đối phương lại không dùng kiếm, chỉ dùng nắm đấm, chẳng phải đối phương đang tự tìm cái chết hay sao? Khi đi tới trước mặt thanh niên áo bào tím, Dương Diệp không có bất kỳ động tác hoa mỹ nào, cũng giống như thanh niên áo bào tím, hắn xuất ra một quyền. Đơn giản lại trực tiếp. Giống như vậy, thanh niên áo bào tím cũng rất trực tiếp cùng đơn giản, hắn cũng xuất ra một quyền. Cứ như thế, hai quyền va chạm với nhau. Bành! Một tiếng vang trầm thấp sinh ra, mặt đất tại vị trí hai người va chạm vỡ ra, chợt, Dương Diệp lui về phía sau 10 bước, mà thanh niên áo bào tím nhưng chỉ lui 3 bước. Nhưng mà, ánh mắt thanh niên áo bào tím lúc này nhìn về phía Dương Diệp đã không có xem thường giống như lúc trước, chỉ có khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Nhìn thấy mình lui 10 bước, Dương Diệp âm thầm lắc đầu,
sức mạnh thân thể của chính mình vẫn còn kém yêu nghiệt chân chính trong huyền thú đế quốc rất nhiều. Xem ra sau này có thời gian, hắn phải đi tìm Mạc Lão tăng lên sức mạnh thân thể và phòng ngự mới được. Thanh niên áo bào tím nhìn Dương Diệp, nói. Nhân loại, lúc trước ta đã xem thường ngươi, không nghĩ tới sức mạnh thân thể của ngươi đã không kém gì một ít huyền thú vương giai của huyền thú đế quốc, ngươi làm sao làm được? Có trọng yếu không? Dương Diệp lãnh đạm nói một câu, sau đó thân hình hắn lao tới lần thứ hai, thanh niên trước mặt chính là đối thủ bồi luyện rất tốt, nếu bỏ qua lần này, chỉ sợ sau đó không thể gặp được, đương nhiên cũng có thể xem đây là một lần thăm dò. Tuy rằng thân thể của ngươi có thể sánh bằng một ít huyền thú vương giai của huyền thú đế quốc, nhưng đối với ta mà nói, ngươi vẫn còn quá yếu ớt. Nói xong câu này, thanh niên áo bào tím bước nhanh về phía trước, một bước, hai chân, đột nhiên thanh niên áo bào tím đạp mạnh, thân thể lướt nhanh tới đỉnh đầu của Dương Diệp, sau đó chân phải hắn nâng lên và đạp mạnh vào người Dương Diệp. Huyền khí màu vàng bao phủ song quyền, Dương Diệp hét to một tiếng, song quyền đánh thẳng lên phía trước. Đạt được huyền khí màu vàng gia trì, song quyền của Dương Diệp giống như hóa thành một nắm đấm màu vàng, ánh sáng màu vàng chói mắt đến cực điểm, đương nhiên, luồng khí thế kia cũng cực kỳ khủng bố, bởi vì song quyền đi qua xuất hiện tiếng không khí bị xé nát. Bành! Quyền cước chạm vào nhau, toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt, sau một khắc, hai chân Dương Diệp bị hãm vào trong mặt đất, lấy Dương Diệp làm trung tâm, từng vết nứt thô to xuất hiện, cũng nhanh chóng khuếch tán ra khắp bốn phía. Lúc này sắc mặt Dương Diệp cực kỳ nghiêm túc, bởi vì khi thanh niên áo bào tím va chạm với song quyền của hắn, hắn cảm giác không phải trọng lượng của một người, mà là trọng lượng của một ngọn núi lớn, nếu như không có huyền khí màu vàng gia trì, chỉ bằng vào sức mạnh và phòng ngự của thân thể, hắn căn bản không chịu nổi một cước của thanh niên áo bào tím. Ngay khi thanh niên áo bào tím chuẩn bị động thủ lần thứ hai, đột nhiên Dương Diệp đứng trên mặt đất quát to một tiếng. Thân thể của hắn lao nhanh ra khỏi mặt đất và đẩy thanh niên áo bào tím bay lên. Thanh niên áo bào tím hừ lạnh một tiếng, hắn dùng sức lần thứ hai, lúc vừa mới xuất hiện trên đỉnh đầu của Dương Diệp, hắn đã dùng sức tiếp tục ép xuống. Bành! Nương theo một tiếng nổ lớn, thân thể của Dương Diệp trực tiếp hãm vào trong mặt đất. Thanh niên áo bào tím đang chuẩn bị truy kích, nhưng hắn như nghĩ tới điều gì đó, hắn nhìn sang Tử Điêu một chút, thấy ánh mắt Tử Điêu không tốt nhìn hắn. Mí mắt của thanh niên áo bào tím co giật, hắn do dự một chút và từ bỏ tiếp tục truy kích, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, hắn đứng sang một bên. Hắn thực sự là không muốn đắc tội tiểu gia hỏa thần bí kia. Bành! Dương Diệp chui ra khỏi mặt đất, Dương Diệp lúc này rất chật vật, tóc và thân thể vô cùng chật vật, tất cả đều là bùn đất, nhưng cũng còn tốt, trên người không có thương thế gì. Vừa nãy ta cũng chỉ dùng 6 phần 10 thực lực. Thanh niên áo bào tím nhìn Dương Diệp. Hắn nói. Hơn nữa ta còn chưa khôi phục bản thể. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Ta phải thừa nhận, trên phương diện sức mạnh và phòng ngự, ngươi còn mạnh hơn ta nhiều, nhưng hiện tại chúng ta chiến đấu chân chính một trận đi. Nói xong, cổ tay của Dương Diệp hơi động, Tử Linh kiếm xuất hiện trong tay hắn, cùng lúc đó, một luồng kiếm ý dâng trào dữ dội và bao phủ thanh niên áo bào tím. Khi cảm nhận được kiếm ý của Dương Diệp, sắc mặt thanh niên áo bào tím thay đổi, nói. Kiếm ý, lại là kiếm ý, nhân loại, xem ra ta quả nhiên vẫn xem thường ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn dựa vào kiếm ý đánh thắng ta, ta cho rằng ngươi quá ngây thơ. Dương Diệp cầm kiếm, hắn lập tức triển khai kiếm ý, khí thế toàn thân của Dương Diệp biến thành cực kỳ ác liệt. Trên thân kiếm Tử Linh kiếm ngẫu nhiên xuất hiện vài đạo kiếm quang màu vàng bắn nhanh ra ngoài. Rơi trên mặt đất, mỗi một tia kiếm ý đánh vào mặt đất liền sinh ra một khe nứt màu đen. Phân linh kiếm pháp. Hét to một tiếng, Dương Diệp cầm kiếm chém thẳng vào hư không phía trên thanh niên áo bào tím. Nhất thời, hai đạo kiếm khí bắn nhanh ra khỏi mũi kiếm Tử Linh kiếm. Cùng lúc đó, thân hình hắn hơi động, trường kiếm mang theo từng đạo kiếm ảnh lướt nhanh về phía thanh niên áo bào tím. Đối mặt huyền thú, người khác luôn giữ khoảng cách khi chiến đấu, thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói. Hắn thích hợp chiến đấu cận chiến với đối phương. Tại sao? Bởi vì kiếm của hắn có thể phá tan phòng ngự của đối phương. Kiếm khí màu vàng óng được kiếm ý gia trì nên càng sắc bén hơn trước, tốc độ cũng nhanh hơn trước. Sau khi hai bên cách nhau 10 trượng, không tới một hô hấp đã tới trước mặt thanh niên áo bào tím. Thanh niên áo bào tím hừ lạnh một tiếng, hắn xuất ra một quyền đơn giản. Bành! Kiếm khí màu vàng óng của Dương Diệp biến mất trên không trung thật nhanh. Mà thanh niên áo bào tím lại biến sắc,
bởi vì nắm đấm của hắn xuất hiện hai vết máu. Không hổ là kiếm ý, quả nhiên ác liệt. Thanh niên áo bào tím trầm giọng nói một câu, sau đó thân hình hơi động, hắn lướt về phía Dương Diệp. Nhìn thấy thanh niên áo bào tím lao nhanh về phía mình, ánh mắt Dương Diệp đầy hung ác, hắn rút kiếm chém vào người thanh niên áo bào tím, kiếm ý cùng huyền khí màu vàng ra chỉ vào Tử Linh kiếm. Vào đúng lúc này, uy lực chân chính của kiếm ý thể hiện ra ngoài, trường kiếm đánh ra từng đạo công kích đáng sợ, sức mạnh khủng khiếp tới mức ngay cả không gian cũng rung chuyển. Thanh niên áo bào tím cũng không tránh né chiêu kiếm này, hắn cũng không có đi ngăn cản chiêu kiếm kia, chỉ tùy ý nhìn chiêu kiếm chém vào đầu hắn, mà hắn lại xuất quyền đánh thẳng vào ngực của Dương Diệp. Đây là muốn dùng mạng đối thương hay sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu của Dương Diệp, đương nhiên hắn không tin đối phương sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu không phải lấy mạng đổi thương, như vậy đối phương rất tự tin vào phòng ngự của mình. Nghĩ tới đây, sức mạnh của Dương Diệp lại tăng thêm vài phần. Hắn không tin phòng ngự trên đầu của đối phương mạnh mẽ như vậy, có thể chống lại chiêu kiếm có kiếm ý một tầng và huyền khí màu vàng gia trì. Cheng! Dương Diệp chém thẳng vào đầu của thanh niên áo bào tím, nhưng mà cảnh tượng cái đầu bị chém thành hai nửa không có xuất hiện, ngược lại, Tử Linh kiếm của Dương Diệp bị đàn hồi trở về. Bành! Vào lúc này, nắm đấm của thanh niên áo bào tím cũng đánh vào ngực của Dương Diệp một cái. Bị một quyền đánh trúng, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Trong nháy mắt thân thể của hắn cong lại như cây cong, hai chân đạp mạnh vào mặt đất để bay ngược về phía sau, sau khi lui về phía sau chừng 20 trượng, lúc này khóe miệng của Dương Diệp lại có máu tươi chảy xuống. Mà trên trán của thanh niên áo bào tím cũng có một vết kiếm rất bắt mắt, thế nhưng lại không có chảy máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.